Trong nhà thêm người lại thêm một rắc rối. Số là chị Thắm với Út Nhàn không hợp nhau, cứ y như chị Thắm với chị Hai khi trước. Tính Út Nhàn cũng thuộc loại con gái kiêu căng gan lạnh, đã vậy lại được má chồng và cái bầu chống lưng, nên là có nói cái gì cũng ăn đứt chị Thắm. Tôi thấy chị Thắm bực lắm, nhưng mà chịu thôi, chị thua Út Nhàn cái bụng biết mang bầu rồi. Sáng nay, ba má Út Nhàn qua chơi cho biết nhà. Hôm bữa đưa dâu có qua, nhưng cũng không chơi lâu được. Ba má chồng tôi tiếp đón nồng hậu lắm. Tôi với chị Thắm cũng luôn tay phụ nấu ăn đại khách. Người miền Tây tôi nổi tiếng là hiếu khách. Nhà nghèo hay nhà giàu gì cũng vậy, cứ đón khách là phải chu đáo đầy đủ. Nhờ có hồi tôi theo mẹ về Cà Mau, nhà người ta nuôi cua thịt. Cua trên thành phố thì mắc tiền, chứ ở quê người ta nuôi thì nhiều lắm. Nhà chú này cũng thuộc nghèo, không có gì đãi, liền chạy ù ra vuông cua, vớt cả chục con lên làm đủ món. Luộc, rang me, nấu canh, nghĩ lại thèm dễ sợ. Sáng giờ mấy chị em tôi phải mần mấy con gà đủ món, đặng đãi ba má Út Nhàn. Út Nhàn tính cũng tiểu thư nên không biết làm gì ráo chọn, mà cô này tính nết cũng khó khăn. Gà bóc gỏi bỏ hành phi cho thơm thì cũng bình thường, Út Nhàn một hai không chịu. Chị Thắm bực lắm, tôi thấy chị quát. Thì em không ăn thì người ta ăn chứ có gì đâu mà em không chịu. Út Nhàn dãy nảy. Bên nhà em không có ăn hành phi, chị bỏ vô làm gì? Ý chị là không muốn cho ba má em ăn phải không? Tôi cũng sững sờ khi nghe Út Nhàn nói, sợ nhà có khách mà chị em gây nhau thì kỳ quá, nên tôi mới can ngăn. Thôi thôi chị Thắm, chị làm một đĩa có hành phi, còn một đĩa không có đi cho dễ. Chị Thắm cũng đổi tính tiểu thư lên, chị hất thâu khỏi. Thôi khỏi luôn đi, muốn ăn sao đó thì làm, không ai rảnh đâu mà hầu hết cái này đến cái kia. Chị ba nói vậy là ý gì? Chị nói ba má em qua là bắt chị hầu nhà em đó hả? Không dám, cái này là cô tự nói chứ tôi không có nói. Ui mẹ ơi, gây nhau rồi, chuyện có chút xíu mà giờ muốn đánh nhau bể đầu. Tôi sợ lớn chuyện, liền lại khuyên chị Thắm. Chị Thắm, thôi chị nhường Út Nhàn đi chị. Chị Thắm cau có, chị nhếch môi. Em sợ nó thì em đi mà nhường, chứ chị không có sợ. Út Nhàn càng nghe chị Thắm nói, cô ấy càng bực. Má chồng tôi chắc nghe thấy tiếng gây nhau nên chạy xuống coi thế nào. Vô xuống đến nơi, thấy ba cô con dâu mỗi người đứng một góc. Bà có chút ngạc nhiên, liền chọn Út Nhàn mà hỏi. Chuyện gì hả Út Nhàn? Út Nhàn được dịp cô kể khổ, bao nhiêu tội đổ hết lên đầu chị Thắm. Mà chị Thắm cũng đâu có vừa, chị cãi lại ngay. Nghe xong từ hai phía, má chồng tôi mới thở dài, quát. Có nhiều đó thôi mà gây nhau lên hả? Con Thắm, mày nhường em dâu mấy chút có sao đâu. Còn con nữa, Út Nhàn, mốt có cái gì cũng từ từ, chứ bù lưu lên, lỡ có chuyện gì thì sao? Út Nhàn ôm má chồng tôi, cô ấy thút thít nói. Dạ, con biết rồi má. Chị Thắm đứng một bên, giận đến nghiến răng, nhưng mà lại không nói được cái gì. Chị Thắm mà gây với tôi thì có thể chị sẽ thắng, còn mà gây với Út Nhàn thì coi như không có cửa. Thấy tôi với chị Thắm còn đứng trơ ra, má chồng tôi liền giục. Con Thắm à, mà khỏi đi, con lại, mau mau bỏ gà ra đĩa đem lên. Tụi bay đãi khách kiểu đó, ba mày chửi chết bây giờ. Tôi nghe má chồng điểm tên, liền nhanh tay đem gà ra đĩa. Lúc này má chồng tôi đã đi lên trên. Thấy có chút hành phi, tôi mới hỏi Út Nhàn. Hành phi dính miếng có sao không Nhàn? Út Nhàn cười hề hề lắc đầu. Dạ không sao đâu chị Tư. Chị Thắm nghe được càng giận điên cuồng. Chị dậm chân, bỏ đi một nước vô trong phòng, mặc cho tôi với Út Nhàn muốn làm gì thì làm. Đưa đĩa gà cho Út Nhàn, tôi nhỏ giọng hỏi. Em cố tình chọc chị Thắm hả? Út Nhàn cũng không giấu, cô gật đầu. Dạ em cố tình đó chị Tư, chị bà xấu tính quá, muốn đánh lên đầu em dạy dỗ mà đâu có được. Em về làm dâu ba má chồng, chưa có làm dâu chị ý đâu mà sợ. Tôi gật gù, không biết thực hư thế nào, chứ Út Nhàn làm tôi thích rồi đó. Phải vậy chứ, chị em dâu phải vậy, tôi mới thấy vui. Sau chuyện hôm đó, chị Thắm với Út Nhàn kênh nhau ra mặt, mà trong nhà cũng kệ không mấy quan tâm đến. Ba chồng tôi nói, chuyện lặt vặt tâm ý của phụ nữ ấy mà, ông không cho là quan trọng. Mà chị Thắm với Út Nhàn gây nhau thành thói quen. Nhiều khi hôm nào Út Nhàn về nhà mẹ đẻ hay chị Thắm đi công chuyện là tôi lại thấy thiếu thiếu, ngộ ghê. Buổi trưa, vừa dọn mâm cơm ra chưa kịp ăn, cả nhà hú vía khi nghe Út Nhàn bảo đau bụng.
Nhà bình thường đâu có đàn ông nào cũng đi làm hết thảy, còn mỗi tôi má chồng với chị Thắm. Út Nhàn vừa ôm bụng, cô ấy vừa khóc. Đau bụng, đưa con đi bệnh viện đi má, hu hu. Má chồng tôi cuống quýt lên, tôi với cu dừa với chị Thắm đỡ Út Nhàn ra xe, xuống nhau cả nhà chạy theo lên bệnh viện. Thăm khám xong xuôi, bác sĩ nói động thai, tôi nghe mà thở phào. Động thai thì coi ra còn nhẹ hơn là mấy vấn đề khác. Lo cho Út Nhàn xong hết thủ tục, tôi mới đi về. Lúc ra đến cửa phòng bệnh, chị Thắm liền kêu tôi lại, chị nói: Lai, em ghé tạp hóa cô Bình, em lấy sữa tắm dầu gội chị đặt nha. Tiền chị trả rồi, giờ em ghé lấy về thôi. Nhớ ghé lấy nha. Trong nhà hết trơn sữa tắm rồi, em mà không lấy, chiều ba về không có tắm, ba chửi chết. Tôi gật đầu dạ mấy tiếng, sau cũng ra xe theo anh Tùng tài xế về nhà. Ghé ngang tạp hóa lấy một túi đồ dùng về nhà. Tôi ngó thấy chị Thắm mua loại sữa tắm này cũng được, mà mua cho mọi người xài, chứ trên phòng không có thích mùi này nên đổi loại khác xài lâu rồi. Mà công nhận sữa tắm này cũng hết thơm, hồi mùi hương cũ thì thơm, nhưng sau này đổi phiên bản mới lại không thơm mấy. Trên phòng không xài, nhưng lâu lâu tôi vẫn lấy trà rửa bồn cầu nhà tắm cho thơm tho, chứ bỏ không thì uổng. Út Nhàn nằm viện được gần tuần thì về, ba má cô ấy có ý xin cho cô ấy về lại nhà ở, khi nào sanh thì về lại nhà chồng, mà má chồng tôi không chịu. Mà kể cũng đúng, đời nào má chồng chịu cho con dâu về nhà má đẻ ở lâu bao giờ. Thôi kệ, chuyện của người ta, tôi không quan tâm. Một tháng sau, Út Nhàn kể từ hôm xuất viện về thì hầu như ít ra khỏi nhà. Má chồng tôi hạn chế cô ấy di chuyển lung tung, chủ yếu là ăn ngủ dưỡng thai. Mà Út Đạt coi ra cũng thương vợ. Từ ngày lấy Út Nhàn về, cậu ấy cũng ít khi nói chuyện với tôi. Như vậy càng tốt, chỉ như vậy tôi mới không thể áy náy với Út Nhàn. Hôm nay là chủ nhật đẹp trời, Phong không đi làm nên đưa tôi lên tỉnh mua đồ mới. Nói nào ngay, từ hồi về đây tôi chỉ mặc đồ của má chồng đưa, chứ hầu như không có mua đồ mới. Lâu lâu được chồng mở hầu bao, tôi cũng nên nể mặt mà mua kha khá cho chồng tôi vui chứ. Đi dạo mấy vòng, mua một đống đồ, giày dép, quần áo các thứ. Lúc đi ngang cửa hàng váy bầu mẹ và bé, tự dưng Phong lại cho dừng xe. Tôi có chút ngạc nhiên, không biết anh ghé vô làm cái gì, khi không lẽ anh tốt đến nỗi mua váy bầu tặng cho Út Nhàn. Phong xuống xe, mở cửa xe cho tôi, anh nói, xuống mua váy bầu. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn xuống xe đi theo. Anh nắm tay tôi vừa đi vừa hỏi, mua cho ai? Mua cho Út Nhàn hả anh? Phong quay lại, anh cau mày, hết chuyện, mua cho cô ta làm gì? Vậy anh mua cho ai? Phong nhìn tôi, không, chính xác là anh nhìn vào bụng tôi. Anh cười gian, nói, mua cho em. Cái gì? Mua cho tôi? Tôi có bầu khi nào, sao tôi không biết? Em... Chưa nói hết câu, Phong đã kéo tôi vào trong cửa hàng. Bên trong váy vóc các kiểu rất đẹp luôn. Thấy có khách đi xe hơi đến, mấy cô nhân viên vui vẻ tư vấn rất nhiệt tình. Chào anh chị muốn mua váy mấy tháng? Nhìn chị đây chắc còn nhỏ tháng phải không? Có bầu mà chị đẹp quá trời, nhìn không nhận ra luôn. Mí mắt tôi giật giật, nhìn không ra là phải rồi, tôi có bầu đâu mà nhìn ra, chán. Phòng nghe tư vấn một hồi, cảm thấy mát tai, vừa bụng hay sao ấy, mà anh phán một câu xanh dờn. Có bầu tận 9 tháng, mấy cô chọn cho tôi 18 mẫu váy đi, chọn mẫu đẹp đẹp, trẻ trung, hợp với vợ tôi đi. Lựa thêm mấy bộ đồ bộ bầu nữa, mặc ở nhà cho thoải mái. Nói rồi anh quay sang tôi, vị chi trung bình tháng 2 mẫu chắc được rồi em ha, mốt thiếu anh mua thêm. Tôi há hốc miệng, điên, anh điên rồi. Kéo kéo tay anh, tôi nghiến răng nói nhỏ, em có bầu đâu, anh mua tế em hả? Phòng cười cười, anh vuốt vuốt bụng tôi. Có, anh nghĩ là có, em yên tâm đi. Có tính đầu của anh bị điên rồi. Tôi sáng nay vừa thấy bà dì ghé thăm thì có bầu thế quái nào được đây. Vừa định kéo anh xuống thông báo cho anh tin vui thì nghe anh có điện thoại. Phòng móc điện thoại ra, anh ấn nghe máy. Đang nói chuyện bình thường, tự dưng tôi thấy anh cau mày, tắt điện thoại, mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Anh nói với tôi, Út Nhàn hư thai rồi. Hư thai? Trời ơi, sao thế được? Sáng ra tôi còn thấy cô ấy đang đi dạo mà. Sao vậy? Sao lại như vậy được? Thấy tôi sững sờ đến đứng hình, anh mới ôm lấy vai tôi, xoa xoa như an ủi.
Chuyện đã rồi, em đừng buồn. Tim tôi đập thình thịch, tôi ngơ ngác hỏi anh, sao lại hư thai được, làm sao tự nhiên vậy được? Phòng cau mày, anh đút tay vào túi quần, giọng anh thâm trầm lạnh lẽo. Là có người hại. Có người hại sao? Là ai mà độc ác quá vậy? Lúc tôi và Phong đến bệnh viện thì Út Nhàn đã được chuyển ra phòng hồi sức. Trong bệnh viện đông đủ có cả ba chồng tôi. Bà má Út Nhàn râu rĩ, khóc lên khóc xuống. Còn Út Nhàn thì thẫn thờ, đờ đẫn. Tôi tìm Đạt, trên mặt cậu ta cũng không nén được đau buồn. Nói gì thì nói, đây cũng là con cậu ấy mà không buồn thì không phải là người rồi. Phong không vào phòng bệnh, tôi thì vẫn vào thăm bình thường. Trên giường bệnh, Út Nhàn mặt mày trắng bệch, ai hỏi gì cũng không trả lời, trông thương vô cùng. Chị hai giàu cũng có ghé, hôm nay trông chị hai thần sắc tỉnh táo hơn mọi khi. Nhìn chị hai với Út Nhàn, tôi thoáng thở dài. Chỉ mới mấy tháng thôi mà nhà chồng tôi mất đi mấy đứa nhỏ, thật không biết nói làm sao. Vì vào thăm cũng không nói được cái gì, tôi ngó ngó Út Nhàn mấy cái nữa, cũng lủi thủi đi ra ngoài. Phong thấy tôi, anh kéo tôi ngồi xuống ghế, giọng anh trầm buồn. Em sao vậy? Tôi ngồi thu lu. Em buồn cho Út Nhàn quá, em ấy không nói năng gì. Ừ, tâm lý bình thường là vậy mà, em cũng đừng nên nghĩ nhiều. Tôi nhìn anh, lại nhìn vào cửa phòng của Út Nhàn, hình như mấy đứa bé đều không có duyên với gia đình này. Tháng trước, tôi thầm lo lắng cho bản thân mình. Không biết sau này tôi có con, liệu tôi có bảo vệ được cho con của mình không? Thấy tôi đăm chiêu, Phong vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng anh an ủi. Sẽ không sao, con chúng ta sẽ không sao. Tôi mím môi gật đầu, tôi hy vọng thật sự hy vọng Phong có thể bảo vệ tốt cho mẹ con tôi khỏi những âm mưu thâm độc của những con người mang mác người thân. Ngồi thêm một lát nữa, tôi và Phong đi về trước vì ở lại cũng không làm được cái gì. Út Nhàn cũng đã có Đạt và ba má cô ấy lo, ở lại chỉ tổ đông đúc mà thôi. Chị Thắm theo xe anh chị hai về, còn tôi về cùng Phong. Trên xe, tôi cứ suy nghĩ miên man về cái việc có bầu của Út Nhàn. Sao đang im đang lạnh lại xảy thai được, thật sự kỳ lạ vô cùng. Càng nghĩ càng thấy lo, tôi mới ngước lên hỏi Phong. Anh, bác sĩ nói xảy thai tự nhiên. Phong gật đầu. Ừ, Út Nhàn không té, cũng không kiểm tra ra có gì khác thường. Bác sĩ nói là do thai yếu nên không giữ được. Tôi nghe thấy có sự mù mờ, tôi nói. Vô lý, cô ấy khỏe cùi cụi vậy mà. Bình thường thai yếu là do mẹ cũng yếu. Còn Út Nhàn, cô ấy khỏe muốn vật được con trâu. Quá mức kỳ lạ rồi. Không có gì lạ đâu. Từ đầu đã có người không muốn con Út Nhàn được sinh ra rồi. Là ai? Ai hả anh? Phong cười nhạt, anh lắc đầu. Anh không biết rõ, nhưng trong cái nhà này, ngoài chị hai có bầu có khả năng sinh đẻ an toàn ra, còn lại ai cũng không khả quan, trừ khi gia tài này mất thì khi đó mới gọi là bình yên. Tôi thoáng rùng mình. Ngày trước coi trong phim thấy anh em trong cùng một gia đình đấu đá nhau để giành gia tài, cảm thấy sao mà mắc cười thiệt. Tôi luôn nghĩ chắc chỉ có trong phim thôi, chứ ngoài đời thì làm gì có mấy chuyện như thế này chứ. Bây giờ thấy mình đang rơi vào hoàn cảnh chẳng khác gì trong phim ảnh mà buồn cười. Hóa ra con người ta có thể vì tiền, vì tài sản mà bất chấp không từ thủ đoạn nào. Xã hội càng phát triển, con người càng tha hóa. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không đoán ra ai là người hại mẹ con Út Nhàn, nhưng nghi vấn thì có. Tôi hỏi Phong. Anh, có phải chị Thắm không? Trong chuyện này nếu Út Nhàn không sinh được con thì lợi về chị ta nhiều nhất. Phong cũng gần như nghĩ vậy. Ừ, chị Thắm là nghi vấn cao nhất, nhưng vẫn còn một người nữa cũng không kém. Em đoán xem là ai? Còn một người nữa sao? Tôi nghĩ một hồi, tự dưng thấy một nhân vật hiện lên trong đầu. Có lẽ nào... Tôi vừa nói vừa run. Có phải là... má không? Bingo! Tôi sững sờ. Phong đoán có khả năng là do má chồng tôi hại Út Nhàn. Quái! Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Con của Út Nhàn là cháu nội ruột của má mà. Sao? Sao lại là má được? Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn Phong. Mỗi khi nghe anh nhắc đến má chồng thì gương mặt anh lại hiện lên một tầng lớp lạnh lẽo. Tôi không biết, thật sự không biết được rằng giữa anh và má chồng tôi là loại thù địch gì mà khiến anh thù bà ấy đến vậy. Hay chẳng lẽ là thù giết mẹ?
Má ơi, chán tôi đổ hết mồ hôi hột rồi, tôi đang lạc vào đâu đây? Vào chuyện Conan một tập à? Hu hu. Thấy tôi mặt mày biến sắc, Phong tự dưng cười, anh nói nhỏ. Em đừng sợ vì bây giờ chưa có gì để sợ đâu. Trời mẹ ơi, bớt hù nhau đi được không cha nội? Cái chuyện kinh thiên động địa vậy mà anh nói chưa có gì để sợ, thì cái quái gì mới đáng sợ đây hả? Tôi ôm ngực, tôi cần mua thuốc trợ tim. À không, không phải là mua thuốc ngủ, mua liều ngủ cực mạnh để mà khúc nào sợ quá thì tôi uống xong rồi ngủ mẹ luôn cho rồi, chứ thức chắc sống không đặng quá. Khiếp, cứ như đang coi phim trình thám 4D sống động. Xong đưa tôi về, trên xe anh cũng không nói gì thêm về chuyện má chồng tôi. Mà anh không nói, tôi cũng không hỏi. Có thể bây giờ anh chưa thể nói được, hoặc anh chưa muốn nói. Mà cũng không sao hết, mỗi người ai cũng cần có những bí mật riêng giữ kỹ trong lòng. Đợi đến một ngày nào đó, tin yêu đủ trưởng thành thì chắc chắn họ sẽ nói ra thôi. Tôi tin là vậy. Út Nhàn nằm viện một tuần thì lại về nhà. Lúc cô ấy về, tôi có ra đón, thấy tinh thần cô ấy đã phấn chấn vui vẻ hơn rất nhiều. Nhìn cô ấy như vậy, tôi cũng thấy yên tâm trong lòng. Chứ cô ấy mà suy sụp như chị hai, chắc tôi sẽ buồn lắm. Buổi chiều hôm ấy, tôi lên thăm Út Nhàn. Lúc vào, thấy Đạt đang ôm cô ấy. Có chút gượng gượng, tôi gõ cửa phòng, cười nói. À, chị vào được không? Nghe tiếng tôi, Đạt buông Út Nhàn ra, mặt cô ấy có chút ửng đỏ. Cô ấy nhìn tôi, nói. Chị Tư, chị vào đi. Út Đạt thấy tôi, cậu ấy chỉ cười chứ cũng không có nói cái gì. Lúc đi ngang qua, tôi để đi ra ngoài, tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi, cũng không khác mấy với trước kia, vẫn có nét gì đó lưu luyến, bứt rứt, không cam lòng. Tôi khẽ thở dài trong lòng, chỉ mong Đạt sẽ mau mau yêu thương Út Nhàn thật lòng. Kéo cái ghế ngồi gần Út Nhàn, tôi cười hỏi, em khỏe chưa? Út Nhàn gật đầu, cô ấy vẫn còn hơi mệt. Em khỏe rồi chị Tư, ban đầu nghĩ buồn không chịu nổi, nhưng cuối cùng rồi cũng thôi. Con cái nó chưa có duyên với em cũng không miễn cưỡng được. Tôi gật đầu, cũng không biết nói mấy lời an ủi như thế nào cho phải. Ừ, em nghĩ được như vậy là tốt rồi, chị chỉ sợ em buồn quá thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, chú Đạt, chị thấy chú ấy lo cho em quá trời, đừng làm chú ấy buồn lòng. Út Nhàn cũng gật đầu, nghe nhắc đến Út Đạt, tựa hồ cô ấy rất vui. Dạ, anh Đạt anh ấy tốt với em lắm. Mặc dù em biết anh ấy không có tình cảm nhiều với em, nhưng mấy ngày qua em thấy anh ấy quan tâm cho em rất nhiều. Em ước sao em với anh Đạt được như chị với anh Tư thì tốt biết mấy. Nghe nhắc đến tôi và Phong, tôi ngại ngùng gãi gãi đầu, nói, có đâu, chị với anh Phong cũng có ưa gì nhau. Út Nhàn khều khều tôi vài cái, cô ấy chọc ghẹo. Thôi thôi đừng giấu em nữa, em thấy hết anh chị rồi, tình cảm thấy sợ luôn hà. Nhưng mà em hỏi nè, anh Tư anh có biết chị không phải là hai lài không? Nghe Nhàn nói, tôi giật mình có chút dao động. Ừ, anh ấy không biết. Trời ơi, vậy là chị phải cẩn thận nha. Nhưng mà em nghĩ chị nên nói cho anh Tư biết đi, kẻo sau này sinh phiền phức. Em là em không có nói rồi đó, chỉ sợ để càng lâu sẽ càng nhiều người biết, lúc đó mệt cho chị thôi. Tôi tự dưng thấy cũng lo lo trong lòng. Út Nhàn nói cũng đúng, tôi chắc sẽ không bao giờ giấu được Phong cả đời, nhất định rồi cũng có ngày phải nói ra sự thật. Nhưng mà liệu khi nói ra rồi, Phong có tha thứ cho tôi không, có còn yêu thương tôi như bây giờ nữa không? Tôi rất sợ cái tình cảm của anh dành cho tôi chỉ đơn giản vì tôi là hai lài. Còn nếu như biết tôi không phải là lài, anh sẽ thu lại cái tình cảm cao quý đó. Thấy tôi chắc dầu dĩ, Út Nhàn quay ngược lại an ủi tôi. Chị Tư, chị đừng có lo. Em nói thiệt, trước kia anh Đạt đâu có ưa gì em đâu. Em biết anh thích cô nào trên thành phố á, tên cũng giống y như tên của chị luôn. Nhưng mà rồi cũng có sao đâu, em vẫn lấy được anh ấy. Vẫn danh chính ngôn thuận được làm vợ anh ấy, không có gì mà chị phải lo hết, chỉ cần mình chân thành là được mà. Tôi nhìn Út Nhàn, nghe cô ấy nói mà có vài chuyện tôi không hiểu, hóa ra cô ấy không biết Đạt từng thích tôi. Nhàn, sao em biết chị không phải hai lại? Út Nhàn nghe tôi hỏi, cô ấy cười hề hề. Tưởng gì, có lần em gặp hai lại trên tỉnh, chị ta thấy ghét, đẹp nhưng mà ngạo mạn, em biết chị ta lâu rồi. Hồi nghe nói hai lài gà về đây, em còn lo cho nhà mình nữa kìa. Sau đi lên tỉnh gặp chị ấy, mới cùng bạn đi du lịch về, em mới thấy lạ. Em mới hỏi dò Đạt,
Không ngờ anh cũng biết, anh dặn em không được nói chuyện, chị không phải là hai lại cho ai nghe hết. Nói đến đây, cô ấy lại lớn tiếng. Mà vụ này mới mắc cười nè, lúc anh Đạt bắt em hứa không được nói chuyện của chị ra, em nghĩ trong đầu, lâu lâu mới có dịp anh Đạt xin em cái gì, nên em ép ảnh, cưới em mới im. Ha ha, chị thấy em còn nít không? Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tụi em thành vợ chồng luôn đó chị Tư. Nghĩ lại hết thảy là nhờ chị, nên chị yên tâm, em không bao giờ nói cho ai biết đâu. Mà nếu chuyện có lỡ ra, em cũng sẽ đứng về phía chị. Tôi nhìn Út Nhàn, nghe cô ấy nói mà thấy nhẹ lòng một chút. Thì ra Đạt nói đúng, cậu ấy và Út Nhàn lấy nhau chỉ vì Út Nhàn có bầu, chứ cũng không phải là vì tôi. Tính ra trong chuyện này, Út Nhàn cũng không biết được bao nhiêu, mà nhìn cô ấy hiền lành thân thiện, tôi lại mong cho Đạt mau mau có tình cảm với cô ấy. Chứ một cô gái tốt như vậy mà bỏ qua thì thiệt là phí phạm quá. Nói chuyện với Út Nhàn vài câu nữa, tôi cũng đi về phòng. Giờ này còn xuống lo cơm nước, chứ trễ này quá, má chồng tôi chửi chết, bà dạo này khó tính ra mặt. Mấy tuần sau, trong nhà chồng tôi dạo này cũng yên ắng. Từ hôm sau việc Út Nhàn sảy thai thì ba chồng tôi coi bộ hay sinh bệnh. Chắc ông lo lắng cho con nối dõi của dòng họ. Nhà có ba thằng con trai, ba đứa con dâu mà mãi chưa có một cháu nào. Tôi nghĩ thôi cũng thấy phiền dùm cho ba chồng. Hôm nay là chủ nhật, trong nhà không có ai đi làm. Đến khi hôm nay được đông đủ cả nhà cùng ngồi ăn cơm chung. Đang ăn cơm, tôi ngồi bên cạnh nghe Phong lên tiếng. Anh hỏi, mẹ sao lâu quá con không có thấy dì Lệ về chơi? Tôi ngước mắt nhìn anh, dì Lệ sao? Dì Lệ là ai nhỉ? Anh Ba Thành ngồi đối diện cũng lên tiếng. Ừ, lâu quá anh cũng không thấy dì ấy liên lạc về, lúc nhỏ còn có, giờ không nghe nhắc đến nữa. Tôi nhìn anh Ba Thành xong cũng nhìn về phía má chồng tôi, không hiểu do tôi nhạy cảm thế nào mà tôi thấy má chồng tôi không được tự nhiên khi nghe nhắc đến người dì tên Lệ. Má chồng tôi đặt chén cơm xuống, bà có chút ấp úng. Dì Lệ mấy năm nay cũng không nghe tin tức gì, má cũng không rõ nữa. Bà chồng tôi cũng quan tâm, ông hỏi, bà coi chi tiền cho thám thử, thăm dò dì Lệ bên Mỹ đi trước, chứ em Út trong nhà không, không quan tâm thì không đặng đâu. Má chồng tôi gật đầu, bà nói, ừ ông, tôi biết rồi, tôi cũng trông tin con Lệ. Quái, không hiểu sao tôi có cảm giác kỳ kỳ, hết nhìn qua má chồng, tôi lại nhìn lên Phong. Hai con người này, một người đang lo lắng thì phải, còn một người, mẹ kiếp, cái mặt này là đang hả hê chứ còn gì nữa. Trong suốt bữa ăn còn lại, tôi để ý thấy má chồng tôi ăn khá ít, ăn thêm mấy đũa nữa, bà liền đứng dậy về phòng nghỉ. Thấy thần sắc bà có vẻ không được vui vẻ mấy, tôi thầm hoài nghi giữa dì Lệ, Phong và bà có gì đó ẩn tình. Ăn cơm xong, tôi kéo Phong lên phòng, ấn anh ngồi xuống ghế, tôi cau mày dò xét, hỏi, anh, dì Lệ là ai? Phong cười nhạt. Em hỏi ngộ, thì là dì Lệ chứ ai? Tôi dùng rằng, thì em biết là dì Lệ, nhưng người đó là ai đó? Là người như thế nào đó? Tôi đang đứng chống nạnh, Phong đột nhiên kéo tay tôi. Mất đà, tôi ngã nhào vào lòng anh. Anh lại khoái chí cười ha ha. Anh nói, muốn biết dì Lệ là ai không? Tôi gật đầu, tôi muốn biết lắm rồi. Tôi tò mò đến vật vã rồi đây. Muốn mà. Phong véo mũi tôi, anh cười gian. Hôn anh một cái đi, anh nói. Sợ, tưởng gì, hôn một cái chỉ là chuyện nhỏ. Tôi dứt khoát ôm mặt anh, hôn một cái chụp lên má anh. Hôn xong, tôi quay ra hỏi. Được chưa, kể em nghe dì Lệ đi. Phong gật gật đầu, anh há mồm thật to, mạnh mẽ nói. Dì Lệ chính là dì Lệ, không có cái gì khác hết. Mẹ kiếp, tên cơ hội, tên dở hơi cám lợn. Tôi bực dọc đứng bật dậy, cũng không quên cú một cái và chán anh. Tôi hét. Anh giỡn vậy vui ghê ha. Phong ngã người ra sau ghế, bộ dáng Phong trần lãng tử. Tôi thấy anh định mời thuốc, nhưng không hiểu sao lại bỏ xuống. Nhắm mắt nghỉ dưỡng hồi lâu, anh mới nhàn nhạt nói. Dì Lệ là em gái ruột của bà ta. Là em gái ruột của má chồng tôi sao? Dì ấy đâu rồi? Phong mở hai mắt, anh từ tốn trả lời. Anh không biết, nhưng có khả năng là chết rồi. Chết rồi sao? Nếu chết rồi, vì sao má chồng tôi lại không biết? Và vì sao khi nghe nhắc đến dì Lệ, má chồng tôi lại có biểu hiện rất kỳ cục? Phong tự dưng đứng bật dậy, anh kéo kéo tay tôi. Đi đi, theo anh đưa em đi khám phá một vài thứ. Thấy Phong có vẻ khẩn trương, tôi nhanh chóng thay một bộ quần áo, sau đó lén lén theo Phong xuống nhà.
Anh cho xe chạy đến trước một cổng chùa rất to. Đứng đợi hơn tiếng đồng hồ, tôi thấy một chiếc xe quen quen chạy vào. Nhìn kỹ thì ra là xe của anh Tùng tài xế. Đợi xe anh Tùng chạy vào trong, tôi với Phong mới gửi xe ở chỗ bên cạnh chùa, sau đó lén lén đi sau lưng má chồng tôi. Theo dõi một hồi mới biết, hôm nay bà đến đây cúng vái. Bà cúng xong tầm nửa tiếng thì đi về. Bà về được một lúc, tôi với Phong mới đi ra xem bà vừa cúng ai. Thì đúng như Phong dự đoán khi nãy, người trên bài vị tên là Thu Lệ, em gái của má chồng tôi. Xem ra dì Lệ thật sự đã chết, nhưng vì sao em gái mình chết rồi mà má chồng tôi vẫn giấu? Phong nhìn nhìn một lúc, anh mới kéo tay tôi, anh nói, về thôi em. Tôi gật đầu, cũng nên về thôi. Ngày hôm đó về, tôi có hỏi Phong, anh cũng không nói gì nhiều. Anh nói dì Lệ là em gái má chồng tôi. Anh nghi dì ta có liên quan đến vài chuyện. Anh cũng nghi dì ta đã chết từ lâu, nhưng không mấy quan tâm đến. Hôm nay mới chính xác đi kiểm chứng. Tôi biết Phong vẫn còn giấu tôi nhiều chuyện lắm, nhưng cụ thể hơn là chuyện gì thì tôi không biết. Nhưng nếu tôi đoán không lầm, thì hết thảy tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến mẹ ruột của anh. Và trong chuyện này nhất định còn rất nhiều ẩn tình. Tối hôm trước, trong bữa cơm, Phong nói sáng sẽ có bạn về chơi. Người này là đối tác làm ăn của công ty anh. Ba chồng tôi và anh ba Thành không ý kiến gì. Hai người coi như hoan nghênh, nhưng lại bận đi làm, không thể ở nhà tiếp đón được. Phong cũng có nói, không cần đón đãi nồng hậu quá, đối tác của anh rất thân thiện. Sáng hôm sau, anh đi đón ông ta sớm. Thực ra thì không phải đối tác làm ăn gì ráo trọi, mà là một vị thầy rất cao tay. Phong nói anh muốn dẫn ông ta đến xem cái ao sen, nên mới kêu ông ấy giả thành đối tác làm ăn muốn đến nhà chơi. Tôi trong nhà nghe tiếng xe Phong về, liền lật đật chạy nhanh ra đón. Bước xuống xe là một vị đàn ông tuổi tứ tuần, gương mặt khá phúc hậu. Tôi thấy ông ta liền nhanh chân đi đến, vui vẻ chào hỏi. Dạ, con chào thầy. Vị thầy cười hiền lành. Đừng có kêu tôi là thầy, cô gái gọi tôi là chú Đức được rồi, như vậy cho thân thiện. Tôi gật gật đầu, hỏi ông. Chú Đức có thấy mệt không? Con có dọn phòng sẵn rồi, con đưa chú Đức vào nghỉ ngơi trước nha. Chú Đức gật gật đầu, ông cũng không từ chối. Vậy cảm ơn cô gái, tôi đi đường xa cũng có chút hơi mệt rồi. Phong cũng vừa cất xe xong, tôi và anh dẫn chú Đức vào trong nhà. Má chồng tôi với chị Thắm cũng có ra chào hỏi. Chú Đức thấy má chồng tôi, ông có nhìn kỹ hồi lâu nhưng cũng không có hỏi cái gì. Mà má chồng tôi chắc tưởng ông ấy nhìn là có ý đồ gì xấu nên thái độ không mấy vui vẻ gì. Tôi thoáng nghĩ má chồng tôi coi vậy mà tự tin ghê, từng ấy tuổi mà cứ như còn son trẻ vậy không bằng. Suốt buổi trưa, Phong cùng chú Đức trong phòng nói chuyện. Tôi đem bánh nước với trái cây vào cho hai người xong cũng đi ra chứ không có ở lại nghe ngóng. Đến đầu giờ chiều, anh có lên phòng tìm tôi. Anh hỏi tôi ra vườn đi dạo không? Tính tôi thì tò mò, nên nghe anh hỏi là gật đầu đi luôn, không suy nghĩ gì thêm. Phong dắt chú Đức đi dạo vài vòng, cuối cùng là đi ra cái ao sen. Đang nói chuyện rôm rả, tự dưng tôi thấy chú Đức im lặng. Ông nhìn chằm chằm vào mặt ao, lát sau ông nói, giọng ông rất nặng nề. Dưới ao này có hai vong nữ không lên được. Tôi giật mình, sợ quá ôm lì tay của Phong. Phong thì bình tĩnh hơn tôi, anh hỏi. Tại sao lên không được vậy chú Đức? Chú Đức lắc lắc đầu, giọng ông chậm rì rì. Bị trấn yểm, là người nhà. Chú, có phải người con cần tìm không? Chú Đức lại lắc đầu lần nữa, lần này ông có chút bất đắc dĩ. Tôi không biết được, không nhìn ra rõ, nhưng chắc chắn với cậu dưới cái ao này có xác một người, bây giờ khai quật lên có thể sẽ thấy được. Tôi run lẩy bẩy. Ôi mẹ ơi, sợ chết đi mất. Nói như vậy đích xác hôm bữa tôi rơi xuống ao là bị ma kéo giò rồi. Hu hu, tè ra quần mất mẹ ơi. Chú, con từng bị rớt xuống đây, từng bị kéo. Chú Đức nhìn tôi, ông ta nhèo mắt hỏi. Bị kéo làm sao? Cô gái kể tôi nghe coi. Tôi hít một hơi, kể từ từ lại câu chuyện hôm bữa. Con bị rớt xuống ao này, ban đầu có người ở dưới kéo con xuống tới đáy ao luôn, nhưng may mắn sao con được ai đó không biết nữa đẩy con lên, kể lại mà nổi cả da gà, người ở dưới còn nói là đổi mạng cho tao. Chú Đức nghe đến đây thì gật gù, ông ngồi sát xuống mép ao, ông lấy trong túi ra cái gì đó tôi không thấy rõ, rồi quay lại nói với tôi và Phong. Canh chừng một chút, tôi làm chút việc. Tôi với Phong gật đầu, hai người chia ra canh chừng.
Tầm hơn 10 phút sau, chú Đức kêu xong rồi, tôi với Phong mới quay lại. Tôi nhìn chú Đức, thấy trên trán ông ấy mồ hôi nhễ nhại, cả người cũng trở nên mệt mỏi. Ông nói với Phong, chuyện cậu nhờ tôi chắc chắn sẽ giúp, chỉ là người trấn cái ao này thuộc dạng rất cao tay, mà e là ông ta cũng không còn sống trên đời này nữa rồi. Muốn để cho hai vong này đi đầu thai, e ra vẫn chưa được. Thuật này cũng ác quá, vong từ hiền thành vong hung ác, mà người ác độc lại sống được đến giờ này, tôi đây cũng thấy bất bình thay. Chú Đức, giúp người dưới ao này cần bao lâu? Chú Đức dùng khăn tay lau mồ hôi, ông từ tốn nói. Tôi không biết được, sau khi về tôi sẽ đi tìm ông anh cùng nghiên cứu. Loại yểm này chỉ có thầy yểm mới có thể giải được, mà một khi giải được cũng đồng thời khiến người yểm lâm bệnh. Nếu đức phần không tốt, có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử không kịp chân chối. Tôi cũng phục người nhận làm thật này, chắc hẳn là được cho rất nhiều tiền mới dám đánh đổi như vậy. Tôi càng nghe càng sợ, người sống hại người sống đã đau đầu rồi, đừng nói chi là người sống còn muốn hại người đã chết. Mẹ ơi, nổi hết gai ốc lên rồi, ai cứu tôi khỏi thế giới đáng sợ này đi. Trời tối xuống, tôi với Phong đưa chú Đức vào nhà, vừa đi ra được vài bước, lại thấy mụ Vú Huệ đi đùng đùng ra. Thấy bọn tôi, bà cười giả lả nói, trời sắp tối rồi mà cậu mợ còn đưa khách ra ao sen, muỗi không luôn, đó cậu mợ. Chú Đức đứng ngang hàng cùng với tôi thấy ông ấy đang tập trung quan sát mụ Vú. Thấy bà Vú cứ nhìn, tôi mới nói, Vú, đâu có muỗi gì đâu, ao sen mát rượi hà. Vú Huệ nghe tôi nói, liền ngó ra ao sen, bà có vẻ lo lắng, nói, dạ mùa này mưa gió coi chừng có rắn độc, cậu mợ hạn chế ra ao sen đi, coi chừng rắn cắn là chạy độc chết đó. Chú Đức trong này mới lên tiếng hỏi, trong vườn này cũng có rắn độc hả chị? Vú Huệ nghe tiếng chú Đức hỏi, bà cười trả lời, cũng có gì không ông anh? À không có gì, tôi hỏi cho biết vậy mà. Nói rồi chú Đức quay sang vợ chồng tôi, ông cười nói, cậu Phong, trời cũng tối rồi, cậu coi đưa tôi ra bến xe, tôi về lại thành phố còn có việc, đi mấy bữa rồi bỏ công ty không ai coi là không được. Phong nghe chú Đức nói, anh thoáng gật đầu, bỏ qua bà Vú một bên. Bọn tôi đưa chú Đức vào trong nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Lúc đi vào trong, tôi có len lén nhìn ra sau, mụ Vú vẫn đứng tồng lồng nhìn ra ao sen. Mỗi lần thấy bà ta nhìn ra ao sen, ánh mắt của bà ta lại kỳ, vừa thấy được sự sợ hãi, vừa thấy được sự lo âu, xem ra mụ Vú Huệ cũng rất có vấn đề. Tối hôm đó tôi cũng theo Phong đưa chú Đức ra bến xe. Lúc tiễn ông lên xe, ông còn nói với tôi và Phong, mảnh đất gia đình cậu đang ở lòng trạch rất tốt, nhưng về phần ông thì tôi phải nói thật là kinh hoàng. Người dưới ao sen không lên được nên sinh ra giận dữ, may mà có cái kìm lại được. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu hết mình, khi nào tìm được cách hóa giải, tôi sẽ tìm cậu ngay. Phong gật đầu, tôi thấy anh thập phần tin tưởng. Dạ, con hiểu rồi chú Đức. Chú Đức gật đầu, ông định quay ra xe thì sực nhớ đến gì đó. Anh quay lại cười nói, phúc khí của cô cậu rất tốt, có thể gian truân nhưng về sau sẽ viên mãn. Tôi có cái này tặng cho cô cậu, đây cũng không phải bùa ngải gì mà chỉ là bùa hiền, bùa bình an. Tôi nhận thấy đường con cái cô cậu rất khó nên muốn giúp một chút. Đây, cô cậu mỗi người một cái, về xỏ vào dây chuyền mà đeo. Tôi và Phong nhận lấy từ tay chú Đức là hai hạt châu trong suốt, cỡ nhỏ hơn viên bi, được quấn trong cái túi vải màu đỏ sậm. Không biết thế nào chứ tôi cảm thấy rất đẹp mắt, liền cảm ơn chú Đức liên tục. Dạ, con cảm ơn chú. Chú Đức cười hiền, ông dặn thêm, chưa có bầu thì mỗi người một viên, có bầu rồi thì nhường lại cho cô đây đeo. Tôi cũng nói trước, cái này cho để hộ thân thôi, chứ không phải đeo vào là có con được liền. Con cái là lộc trời cho. Số mạng tôi không can thiệp vào được. Tôi và Phong đều gật đầu, chú Đức cũng coi như yên tâm. Ông lên chiếc xe từ từ lăn bánh. Đợi chú Đức đi rồi, Phong mới nắm lấy tay tôi. Anh nói, về thôi em. Tôi gật đầu, tay nắm chặt hai hạt châu mà chú Đức cho. Chỉ mong mọi thứ được như lời chú Đức nói, bọn tôi sẽ viên mãn, mãi mãi viên mãn. Trong màn đêm càng ngày càng đen, mưa giông bắt đầu nổi lên. Dưới ao sen cũng nổi lên một trận cuồng phong thịnh nộ dữ dội. Rằm tháng 8 hàng năm, nhà chồng tôi có dỗ lớn, bà con dòng họ khắp nơi đổ về ăn dỗ.
Tờ mờ 4 giờ sáng, má chồng tôi đã giục đám con dâu dậy sớm phụ đi chợ. Lúc tôi dậy đã gần 4 giờ rưỡi, dưới bếp đông đúc một nhà. Thấy tôi xuống, mấy người xuống lại gọi một tiếng mợ tư mà làm tôi hết hồn. Eo, vinh hạnh dữ thần, đây là đãi ngộ của mợ tư sao? Út Nhàn xuống sau tôi, lúc cô ấy xuống mọi người cũng gọi một tiếng mợ năm. Mà trái lại với tôi, Út Nhàn dáng vẻ ung dung, cao quý người người. Mà thiệt ra thì cũng đúng, Út Nhàn với chị Thắm xuất thân coi như danh gia rồi. Chỉ mỗi mình tôi là nhà tranh vách lá, hỏi sao không khác biệt cho được, khổ. Thấy tôi đứng lơ ngớ, má chồng tôi vỗ vai tôi cái bộ, bà cau mày nói. Lai, đứng đần ra kỳ vậy con, coi ra phụ mọi người đi. Tôi dạ một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng hòa nhập vào chỗ người họ hàng. Mà thiệt thì cũng không có gì làm, má chồng tôi chỉ là ra oai một chút, chứ bao nhiêu việc mọi người làm hết rồi, tôi không biết phải làm cái gì luôn. Chị Thắm là dâu lớn, chị quen biết nhiều người nên nói chuyện cũng rôm rả. Tôi với Út Nhàn có biết gì ai đâu, nên hai đứa đứng nhìn nhau rồi cười hề hề cho có chuyện mần. Trời sáng, mọi người trong nhà cũng luôn tay luôn chân. Tôi vì không dành nấu đám nên chạy lên nhà, theo Phong làm mấy việc vặt. Ngó tới ngó lui mấy bận từ sáng tới giờ không thấy anh ba Thành, tôi mới hỏi Phong. Anh ba đâu rồi anh? Sao sáng giờ em không thấy? Phong đang sắp mấy cái bánh vào mâm cúng, anh trả lời. Anh không biết, hình như đêm qua anh Thành cũng không có về, ba đang cằn nhằn từ sáng tới giờ, anh với Út Đạt cũng vì vậy mà bị rầy từ sáng. Tôi gật gù, vậy ra mấy anh em anh vẫn còn sợ ba quá hen. Phong quay sang nhìn tôi, anh cười cười. Cũng tùy trường hợp chứ, như hôm nay dỗ quải lớn trong năm mà thiếu mặt thì không bị chửi cũng lạ. Tôi ra vẻ hiểu biết, ồ vậy à. Phong lườm nguýt, anh véo véo mũi tôi rồi thì thầm bên tai. Ý em là gì? Đừng tưởng anh không biết. Thấy em khó ưa như vậy chắc chắn tối nay phải để em biết mùi lợi hại là ngửi như thế nào. Tôi nghe anh nói mà mặt đỏ tía tai. Quái nhà anh suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện ân ái. Thấy tôi đỏ mặt, Phong cười rạng rỡ, xách túi bánh đi chỗ khác không thèm ngó tới tôi cái nào. Nhẹ, người gì đâu chỉ biết chọc ghẹo tôi là giỏi. Tôi liếc ngang liếc dọc, Phong mấy bận. Đang định đi xuống nhà sau thì nghe giọng chị Thắm từ sau đi đến lạnh lót. Ui, chu cha vợ chồng chú Tư với em dâu cứ như bồ bịch vậy đó nha. Khéo ai nhìn vô tưởng hai người mới quen luôn đó hen. Tôi nghe tính chị Thắm nói mà thấy muốn mệt. Công nhận chị Thắm đã xấu tính xấu nết mà còn được cái ngày càng vô duyên. Vợ chồng người ta không vui vẻ như vậy, chẳng lẽ để giống như vợ chồng chị? Cơm không lành, canh không ngọt hay sao? Kỳ cục. Tôi cười cười, nhàn nhạt trả lời. Dạ, còn trẻ thì phải vậy chứ chị Thắm. Chứ vợ chồng mà từ sáng tới tối không nói với nhau câu nào thì sống sao đặng. Chị Thắm nhìn tôi biết chị ta hiểu ý tôi nói. Tôi thấy chị coi bộ tức lắm, nhưng không nói ngay lại được. Chị bưng ấm trà đặt xuống bàn giữa, chị cười nói. Ừ thì vợ chồng nên vậy, nhưng mà lớn rồi, dè chừng chút chứ. Cà giỡn vậy đâu cũng có hay ho gì. Trong nhà mình biết, không sao. Chứ để người ngoài người ta ngó vô, người ta không biết, người ta cười cho thúi đầu. Tôi khinh bỉ trong lòng mấy bận. Cái này đúng nghĩa châu bộ ghét châu ăn nè. Thấy vợ chồng người ta vui vẻ hòa thuận cái, ganh tị ganh ghét. Thiệt đúng là xã hội muôn hình muôn vẻ con người. Tôi định lên tiếng bật lại thì nghe tiếng Phong trầm trầm uy nghiêm. Có cái chi mà cười hả chị ba? Vợ chồng tôi đó giờ vậy, ai cười kêu ra đây gặp tôi. Chuyện nhà mình lo chưa hết, đi tập mạch chuyện người khác làm gì, có làm mình hạnh phúc hơn không? Nghe chị ba nói công nhận thấy mắc cười, công nhận miệng thiên hạ, miệng heo, miệng bò, cái gì nó cũng được. Trời ơi, anh nói hay quá. Nghe Phong bật lại chị Thắm mấy cái mà tôi hả dạ ghê gớm. Đó, muốn chị mụ Thắm là phải nói cỡ đó mới vừa với chị ta. Chị Thắm giận tái mặt mũi nhưng không có nói lại Phong. Ở nhà này, chị Thắm ngang ngược với đám đàn bà tụi tôi được, chứ đụng đến Phong hay Đạt, gì cũng không có được, nên mặc dù biết Phong nói thẳng chị Thắm, chứ chị Thắm cũng đâu dám nói câu nào. Tôi cười thầm trong lòng, nhìn về phía Phong rồi lén lén giơ ngón cái lên, biểu hiện thái độ hài lòng. Phong gật gật đầu, ý anh bảo, yên tâm, tin ở anh. Ha ha, thích quá đi mất ông chồng nãy. Gần 10 giờ, anh ba Thành mới về. Lúc anh về, ba chồng tôi mặt nặng mày nhẹ nhưng cũng không trách nhiều. Chị Thắm thì tưởng chừng vui khi thấy chồng về. Ai dè, anh ba Thành về dẫn theo một cô trẻ măng, lại còn đẹp gái nữa.
Nghe anh ba giới thiệu cô này là đối tác làm ăn, đang đi bàn việc cho công ty, sẵn anh ba mời về nhà, đặng biết nhà, tạo thêm mối quan hệ. Mà hình như là đối tác làm ăn thiệt, tôi thấy ba chồng tôi tiếp đón cũng nồng hậu lắm, e là không phải bậy bạ gì. Thắp nhang xong xuôi, đợi nhang tàn, ba chồng tôi thông báo nhập tiệc. Khách khứa đông lắm, vì là dỗ lớn trong năm mà. Tôi với Út Nhàn cũng không có ngồi bàn ăn mà đi tiếp đãi phụ má chồng tôi. Mấy dịp dỗ đám này, má Vũ không có ra mà hôm nay bà cũng đi đâu không có ở nhà. Tầm quá trưa, tôi thấy chị Thắm mặt mày xanh lè đi đi lại lại. Không biết có vụ gì, đang định đi lại hỏi thì thấy chị Thắm ngoắc ngoắc tay, biểu tôi lại. Tôi mới đi lại chỗ chị Thắm hỏi nhỏ. Có chuyện gì hả chị? Đúng lúc Út Nhàn cũng đi đến, chị Thắm kéo tay Út Nhàn lại luôn. Kéo bọn tôi lại, chị nói nhỏ vào tai. Anh ba đang hù hì với con nhỏ tóc vàng khi nãy. Hai đứa đi theo chị, có gì ngăn chị lại, chứ không chị sợ chị làm liều. Tôi cảm nhận được chị Thắm vừa nói vừa run, tự dưng thấy cũng thương cho chị. Gì thì gì chứ anh ba làm vậy là bậy bạ quá rồi còn gì. Tôi ngước mắt lên nhìn Út Nhàn, Út Nhàn cũng nhìn tôi. Thấy hai bọn tôi nhìn nhau, chị Thắm chắc bực, buông tụi tôi ra, chị nói. Nếu hai em sợ thì để chị đi một mình, chứ chồng con vậy chị ham không nổi nữa. Tôi nghĩ, để chị đi một mình lỡ mà có chuyện gì thì tôi cũng bị liên lụy. Mà quan trọng hơn là sợ chị Thắm giận quá làm chuyện bậy bạ thì chết nữa. Thấy chị sắp đi thiệt, tôi kéo tay chị, nói. Để em đi chung, cái gì cũng từ từ bình tĩnh nha chị Thắm. Chắc thấy tôi chịu đi, Út Nhàn cũng gật đầu, cô ấy nói theo. Chị Tư nói phải, mình mà bậy bạ là mình thiệt. Giờ họ đang ở đây thì chị coi như trên một nước rồi, đừng có làm liều nha chị ba. Chị Thắm gật đầu, nói rồi ba chị em kéo nhau ra sau vườn đi bắt ghen tại trận. Chị Thắm đi trước, tôi với Út Nhàn đi theo sau. Lúc ra đến vườn sau cây đào gần xích đu, tôi thấy anh ba với cô gái hồi nãy đang đứng đó. Có điều chỉ là đứng chung thôi, chứ không thấy làm chuyện gì thân mật. Tôi thấy chị Thắm mặt xanh hết rồi, tôi kéo tay chị, nói nhỏ. Chị Thắm từ từ, em thấy không có giống đang hú ý. Chị Thắm nghe tôi nói thì gắt gỏng. Không giống cái gì, không phải chồng em, nên em không thấy giống là phải rồi. Út Nhàn cũng lên tiếng. Thiệt mà chị ba, em thấy giống nói chuyện hơn là hú hí, anh ba còn đứng chừa khoảng cách ra luôn kìa. Một mình tôi nói thì chắc không thuyết phục, nhưng bây giờ thêm Út Nhàn nữa, chắc là ổn được chút. Ba bọn tôi đứng núp sau cây xoài, đứng đây là quan sát được hết chỗ đằng anh ba Thành. Đứng hồi lâu cũng không thấy khác gì, đành đang định khuyên chị Thắm đi vô, thì tự dưng anh ba nhào đến chỗ cô gái kia. Hai người ôm nhau cứng ngắc. Trời mẹ ơi, chị Thắm bung chạy đến chỗ anh ba Thành. Nhưng mà anh ba là bị vấp rễ cây. Thôi không xong rồi, không xong rồi. Thấy chị Thắm bung chạy, tôi hét lên cũng chạy theo chị. Chị Thắm đừng làm bậy. Bốp, bốp, bốp. Tôi thấy chị Thắm kéo cô gái kia ra. Chị vung tay tát 3-4 cái vào mặt cô gái kia. Chị đánh nhanh đến nỗi mà anh ba Thành cũng can không kịp. Lúc tôi với Út Nhàn chạy đến thì mặt cô gái kia in mấy dấu tay đỏ lòm. Anh bà Thành giận tím mặt, anh đỡ lấy cô gái kia hỏi han, cô có sao không, có đau không? Chị Thắm thấy anh ba Thành quan tâm cô gái kia, chị càng điên tiết. Chị nắm kéo tay cô gái tóc vàng kia lại. Tôi không biết chị muốn làm gì nên định ôm chị lại trước. Không hiểu xui xẻo kiểu gì, tôi lại vấp ngay rễ cây mà khi nãy anh ba Thành vấp. Thành ra tôi nhào lên trước chị Thắm, cũng thuận theo đà mà đổ dồn về phía trước, đè cô gái kia dưới đất, khiến cô kia lạ oai oái. Sẵn dịp hay sao mà chị Thắm thuận tay, ngồi luôn lên trên người cô gái kia, vừa đánh vừa tát liên tục mấy cái liền. Tôi đứng nhìn mà phát hoảng, anh ba Thành cũng hét lên. Thắm, em điên rồi, em buông ra chưa? Tôi với Út Nhàn cũng nhào vô can chị ra, nhưng mà công nhận chị Thắm tự dưng mạnh mẽ gớm. Cả tôi và Út Nhàn đều làm không lại với chị. Tôi lôi tay chị Thắm ra, còn bị chị cua quàng trúng tùng lung. Phải một lát sau anh ba Thành lôi chị đứng dậy, chị Thắm mới hết hung hăng đánh người. Kéo chị lên được, anh ba Thành dinh chị rồi thả xuống. Anh ngăn không cho chị đánh cô gái kia nữa. Còn tôi với Út Nhàn thì lùi húi đỡ cô gái kia dậy. Ôi mẹ ơi, mình mẩy cô ta dơ hèm, mặt mũi sưng đỏ, trên mặt còn vương máu chứ không chơi. Tôi đỡ cô gái kia dậy, tôi phủi phủi cát đất trên người cô ta, vừa phủi vừa hỏi. Cô có sao không? Có sao không? Cô gái kia coi bộ giận dữ lắm, nhưng chưa nói được câu nào đã nghe tiếng chị Thắm oang oang.
Con quỷ cái, mày dám hú hí với chồng tao, tao đánh chết mày. Đủ rồi, em im đi. Tiếng anh bà Thành quát lớn, tôi quay sang, thấy anh bà đang rất giận. Anh ghì lấy tay chị Thắm, mặt mày anh giận đùng đùng. Anh kêu tôi im cái gì, con quỷ kia mà đối tác làm ăn cái gì cái ngữ này, là anh đem cô ta về đặng thế chỗ tôi phải không? Anh nói đi, phải không? Em im đi, em bớt ăn nói linh tinh lại đi. Tôi không ăn nói linh tinh, người đê tiện, người sống chó với tôi là anh, đồ cầm thú, đồ khốn nạn. Bốp, một cái tát vang dội, lúc tôi quay sang chị Thắm đã bị anh Ba Thành đánh. Trong nhà lúc này mọi người cũng nghe ồn ào mà chạy ra, còn chị Thắm trên mặt đã ửng đỏ một mảng. Tôi nhìn chị, thấy chị chừng hai mắt lên nhìn anh Ba. Trong mắt chị, tôi thấy có sự tủi hờn, đau khổ uất nghẹn, ấy vậy mà chị lại không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi khi đó chỉ biết đau lòng thay cho chị. Có thể do tôi cũng cùng phận đàn bà nên có thể cảm nhận được nỗi đau của chị. Tôi không đồng tình tất cả với chị, nhưng đâu đó tôi có thể hiểu được chị một phần. Ba chồng tôi trong nhà chạy ra, thấy cảnh này liền tức giận đùng đùng. Ông quát kêu hết mọi người vào trong nhà, còn cô gái kia cũng vì bị đánh oan mà la hét một hồi, xong cũng đi về. Thiệt ra thì cô gái kia chính xác là đối tác làm ăn. Giữa cô ta với anh Ba Thành có gì đó không thì tôi không biết. Nhưng sau khi bị đánh thì hợp đồng cũng bị mất, mà cô gái kia còn nói sẽ đâm đơn kiện công ty về tội hành hung người. Khỏi nói cũng biết ba chồng tôi giận cỡ nào. Khách khứa trong nhà cũng về sớm. Người cuối cùng ra khỏi cổng, ông liền kêu nguyên đám vô trong phòng khách đặng hỏi tội. Ba chồng tôi ngồi ở ghế trên với má chồng tôi, còn chị Thắm thì đứng ở giữa. Ba chồng tôi mặt mày tím tái, ông quát lớn. Con Thắm, mày làm ra cái chuyện này, mày có thấy xấu hổ không? Chị Thắm im lặng, anh Ba Thành cũng im lặng. Không nghe được tiếng trả lời, ba chồng tôi tức giận đập bàn, ông hét. Mày, coi như mày giận quá mất khôn đi, đành rằng tát người ta một hai cái coi như cũng nhẹ. Mắc mớ gì mày đè con người ta xuống đánh kiểu đó, thì còn gì cứu chữa được nữa? Mày nói ba nghe coi, là tại sao? Chị Thắm nghe ba chồng tôi hỏi, chị tự dưng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chị như kiểu thù địch với tôi từ đầu đâu. Chị chỉ thẳng vào tôi, giọng chị hùng hồn. Là con lai nó xô con. Tôi nghe chị nói mà giật mình. Tôi xô chị Thắm khi nào? Là do tôi bị ngã mà. Thấy tôi định giải thích, chị Thắm nói thêm. Chị vừa nói vừa khóc. Ba má, con định đánh vài cái thôi, nhưng em dâu xui con đánh nữa. Con giận quá nên mới ra nông nỗi như vậy. Chứ con... Tôi há hốc mồm. Tôi xô chị Thắm khi nào chứ? Cái gì mà tào lao vậy nè? Thấy bị oan, tôi đứng lên nói. Em xui chị khi nào? Chị Thắm vênh váo. Em không có ý xui chị, thì em đi theo chị làm gì? Rồi phải là do em mà chị mới té lên người cô ta không? Mẹ kiếp, khi nãy còn thấy thương, không lẽ bây giờ tôi phi lại, tôi đá cho mấy cước bất tỉnh luôn chứ? Cái con mụ Thắm Lào này. Chị nói cái gì kỳ cục vậy chị Thắm? Em công nhận em định kéo chị lại thì bị té nên kéo chị té theo. Mà giờ có té lên người cô kia đi chăng nữa thì cũng là do chị đánh người ta, chứ em xui chị khi nào? Ban đầu em còn khuyên chị cái gì cũng từ từ, mà chị nói cái gì kỳ cục quá vậy chị Thắm? Thấy tôi với chị Thắm cãi qua cãi lại, má chồng tôi bực, bà kêu Út Nhàn đến hỏi. Út Nhàn, lúc đó con cũng có đi theo, còn nói đi là sao? Tôi nhìn Út Nhàn mà chị Thắm cũng nhìn Út Nhàn, còn Út Nhàn chắc đang suy nghĩ. Một lúc sau tôi mới nghe tiếng Út Nhàn nói. Là chị Thắm muốn kéo đi đánh ghen, còn với chị Tư không có biết gì hết đó. Tôi thở phù mấy hơi cũng tăng thêm phần tin tưởng với Út Nhàn, còn chị Thắm thì mặt mày nhăn nhó. Ba chồng tôi giận lắm, ông quát lớn. Giết rồi coi hết được, con Thắm coi ở được thì ở, không ở được nữa thì giải tán đi. Tao không chấp nhận lại con dâu thiếu hiểu biết như này. Nghe ba chồng tôi nói mà tôi sững sờ. Tôi biết ông giận, nhưng không nghĩ ông giận đến mức muốn từ con dâu. Lần này coi bộ không yên rồi. Anh Ba Thành im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Ba, chuyện cũng lỡ rồi, ba bỏ qua cho Thắm đi. Nghe anh ba tôi xin, ba chồng tôi coi như cũng dịu đi đôi chút. Ông không nói gì nhiều, chỉ trách thêm vài câu nữa rồi cũng thôi. Chuyện trước mắt là lo cái hợp đồng kia, sau nữa là lo cho cô gái kia, kẻo cô ta đi kiện thì mệt mỏi. Sau chuyện ngày hôm đó, tôi với chị Thắm cũng không thường nói chuyện. Ngày hôm đó chị đổ oan cho tôi, chính chị biết nhưng do việc không thành nên chắc chị ta thấy không vui. Còn tôi cũng không muốn quen thân gì với chị ta nữa. Con người mưu mô như vậy,
quen thân chỉ tổ hại mình. May là hôm đó có Út Nhàn, nếu không cũng không biết làm sao. Mấy cái chuyện này không phải nói là giải thích được. Dù tôi có đúng, nhưng chị Thắm khăng khăng là tôi hại, thì dù có được xử thắng, thì trong lòng mọi người cũng để lại ấn tượng không tốt về tôi, mà như thế thì cũng không hay ho gì. Mấy ngày sau, ba chồng tôi kêu chị Thắm với Út Nhàn theo má chồng tôi về nhà từ đường dọn dẹp hai bữa. Tôi thì được ở nhà. Chắc do ba chồng tôi sợ tôi với chị Thắm lại gây chuyện nên mới không cho tôi đi chung quá. Mà thôi, như vậy cũng hay, được ở nhà không có má chồng, không có chị Thắm, coi ra cũng khỏe. Sáng sớm tôi xuống nhà bếp phụ làm bữa sáng, thấy Thu Cúc với bé Ly đang làm đồ ăn, tôi mới đi lại ngồi xuống hỏi: "Nay nấu món gì vậy Thu Cúc?" Thu Cúc đang rửa thịt heo, nghe tôi hỏi nhưng mà cô ta cũng không trả lời. Phải nghe tôi hỏi đến lần thứ hai, thứ ba mới nghe Thu Cúc miễn cưỡng nói: "Nấu cơm như bình thường mà mợ." Nói rồi Thu Cúc đứng dậy, cô ta còn cố tình vẫy vẫy rổ thịt khiến nước thịt văng tung té lên người tôi. Tôi thoáng đơ mấy giây không hiểu được cô ta là bị cái gì, tôi có làm gì cô ta đâu chứ, sao mà thái độ gì kỳ cục vậy. Bé Ly cũng ngồi nhìn thấy từ đầu đến cuối, tôi mới ngơ ngác quay ra hỏi bé Ly: "Sáng sớm bộ có chuyện gì hả Ly?" Bé Ly lắc lắc đầu, con bé cũng ngơ ngơ ngác ngác: "Đâu có gì đâu mợ, sáng nói chuyện với con bình thường mà, đâu có ai la dày gì chị Thu Cúc đâu." Quái lạ, Thu Cúc hôm nay bị làm sao vậy chứ? Sau cái hôm hằn học với tôi, thì hôm sau Thu Cúc cũng quay về bình thường, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra. Mà nếu như cô ấy đã như thế, thì tôi cũng không bắt bẻ làm gì. Con người mà, ai không có lúc này lúc kia chứ? Chị Thắm, Út Nhàn với má chồng tôi cũng đi về, trong nhà lại đông đúc, đông đủ. Sau hôm mấy người đó đi về, tôi mới nghe nói là chị Thắm với Út Nhàn gây nhau, suýt đánh nhau. Còn nguyên nhân thì sao tôi cũng không biết, mà cũng không nghe Út Nhàn nói đến. Phong dạo này cũng bận lắm, sáng đi sớm đến tối lại về muộn. Út Đạt cũng chuyển qua công ty Phong làm, nghe đâu cậu ấy gây nhau với anh Ba Thành nên không muốn làm chung nữa. Nghe ra thì cũng gây nhau om sòm dữ lắm, thiệt đâu phải có nhiều con trai là sướng, nội mà giải quyết tranh chấp giết cũng thấy phát mệt. Hôm nay là chủ nhật, Phong nói có việc cần bàn với đối tác nên đi từ sớm. Mà thường công việc của anh tôi rất ít khi quan tâm, nên anh nói đi làm thì là đi làm, tôi cũng không thèm hỏi thêm làm gì. Đang ngồi nhặt rau, tôi mới nghe tiếng Út Nhàn. Cô ấy ngồi cạnh tôi, vui vẻ nói: "Chị Tư, đi lên thị xã không?" Tôi cười cười, quay lại hỏi cô ấy: "Đi lên thị xã làm gì?" "Thì lâu lâu đi chơi, với lại em muốn mua chút đồ. Ba má hôm nay đi ăn dỗ, chị em mình cũng đánh lẻ đi riêng đi." Tôi nghĩ nghĩ hỏi: "Chú Đạt đâu? Sao em không rủ chú ấy đi chung cho vui?" Út Nhàn nghe tôi nhắc đến Út Đạt, mặt cô ấy tự dưng buồn buồn, giọng cũng lạc đi hẳn. "Anh ấy đi chơi với bạn rồi, không ai đi chung với em nên em mới rủ chị nè. Chị Tư, đi đi mà chị." Thấy điệu bộ của Út Nhàn như vậy, chắc là hai vợ chồng lại gây lộn rồi. Nghĩ nghĩ cũng tội cho Út Nhàn, mà với lại tôi lâu lắm rồi cũng không đi đâu, nên gật đầu cái rụt theo Út Nhàn đi lên thị xã. Hai chị em đi lòng vòng mua đủ thứ, đi chút cũng thấy đói nên ghé vào một nhà hàng ăn trưa. Ở trên thành phố thì đi chút là thấy nhà hàng, còn ở đây phải giữ lắm mới có. Lúc tôi với Út Nhàn bước vô thì thấy trong nhà hàng giờ này cũng không đông lắm. Trước mắt có chỗ trống, tôi định ngồi xuống luôn nhưng Út Nhàn không chịu. Cô ấy nói ngồi trong kia yên tĩnh hơn, ngồi ngoài này người ra vào đông đúc lắm. Nghĩ cũng đúng nên tôi chiều theo ý cô ấy đi vào trong. Vừa đi qua ngã rẽ, tôi liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đó chính là Phong. Anh ngồi hướng mắt về phía tôi. Kế bên anh là một cô gái rất đẹp, đang dán cả bộ ngực vào tay anh, bộ dạng vui vẻ lắm. Phong cơ hồ hình như cũng không ngại cô gái kia động chạm như vậy. Anh vừa nói gì đó, vừa nhìn vào hồ sơ trên bàn ăn. Còn cô gái kia thì ống a ống ẹo, lâu lâu còn che miệng cười. Tôi nhìn thấy cảnh kia mà giận sôi gan sôi ruột. Hóa ra bây giờ tôi mới biết hôm bữa chị Thắm là giận đến mức độ nào. Với cái lửa giận như này, chắc có thể nướng chín được một con bò luôn quá. Út Nhàn cũng thấy Phong, cô ấy ôm lấy tay tôi, nói nhỏ: "Chị Tư, đằng kia hình như là anh Phong." "Ủa, con Mỹ?" Hình như Út Nhàn quen với cô gái kia, tôi liền hỏi: "Nhàn, cô ta là ai vậy?" Út Nhàn lắp ba lắp bắp, một hồi sau mới nói rõ ràng: "Ờ thì là con Mỹ, con này bạn học của em,
Nó là loại con gái không đàng hoàng gì, nghe nói trước kia có qua lại cặp bồ với anh Tư á chị. Cặp bồ với anh Phong sao? Mẹ nó, tốt số vậy. Chị Tư, con nhỏ này cũng không có vừa gì đâu, em nghe nói nó còn chơi bùa chơi ngải nữa, chị coi chừng. Giận, tôi giận. Út Nhàn chưa nói hết câu, tôi đã đùng đùng đi lại chỗ Phong. Thấy anh vẫn không biết, tôi mới nhẹ giọng kêu, anh Phong. Nghe tiếng tôi gọi, Phong ngước mắt lên nhìn tôi. Thấy tôi, anh cũng không có bộ dạng gì là sợ hãi, giống tâm lý mấy người đang vụng trộm, mà ngược lại còn có vẻ như vui mừng. Trong khi đó, cô gái kế bên lại giật mình nhảy lên, gương mặt thì xanh xanh tím tím, ra vẻ như sợ hãi lắm. Phong thấy cô ta luống cuống như con gà mắc đẻ, anh cau mày nói, cô Thơ, cô làm gì vậy? Thơ, cô gái này tên Thơ sao? Đằng sau Út Nhàn cũng vừa chạy lại, thấy tôi cau mày khó chịu, cô ta mới hoảng lên, nói, chị Tư có gì cũng từ từ, chỗ làm ăn của anh Tư, chị cẩn thận. Tôi nghe Út Nhàn nói mà thấy có gì không đúng. Ờ, tôi có định làm cái gì đâu. Út Nhàn nói gì lạ vậy, như kiểu tôi nói với cô ta là tôi đi đánh ghen không bằng. Cô gái kia nghe tưởng tôi định đánh ghen, nên vừa ôm túi sách, vừa ôm người chạy mất, vừa chạy vừa hoảng hốt, còn ôm mặt nữa. Tôi nhìn cô ta, rồi nhìn lại Phong, thấy sao không giống là đang cặp kè hú hí vậy. Tôi đây cũng định đi bắt ghen, nhưng mà ngoại tình kiểu này thì hơi kỳ. Phong chắc cũng thấy lạ, anh lúc này mới đi lại chỗ tôi hỏi, em đi đâu đây? Tôi lúc bấy giờ mới nhớ đến anh, thấy mặt anh không có chút gì khác lạ. Tôi có thể chắc chắn là anh không làm gì bậy bạ rồi, nhưng mà bộ ngực khi nãy vẫn còn hơi ấm trên tay anh kìa. Giận dỗi, tôi nói, định đi bắt ghen. Phong nghe tôi nói, anh cau mày, nhíu mắt. Đánh ghen? Đánh ai? Tôi nửa thật nửa giả vờ trả lời, cô gái hồi nãy với anh. Phong trợn mắt, anh nhìn về sau, thấy Út Nhàn, mím môi anh nói, em giỏi nhỉ. Tôi cũng liếc mắt về phía sau, hậm hực nói, chưa đánh được ai nên chưa giỏi đâu. Út Nhàn thấy tôi với Phong có vẻ căng thẳng, cô ta lên tiếng, anh chị Tư, có gì từ từ nói chứ đừng có đùng đùng lên. Út Nhàn, ủa chị Tư, hai người đi đâu đây? Là Đạt, cậu ta đang từ hướng nhà vệ sinh đi vào, thấy tôi và Út Nhàn, cậu ta cơ hồ rất ngạc nhiên. Út Nhàn thấy Đạt, cô ấy hình như có chút lúng túng. Tôi thấy cô ấy còn hơi run run, nhưng nét mặt, ánh mắt lại vui vẻ, kiểu này có giống đang giận nhau đâu. Em đi mua ít đồ mà. Nghe Út Nhàn trả lời, Đạt đi lại chỗ cô ấy, hỏi nhỏ, sao không đợi anh về rồi đi, kéo chị Tư đi làm chi để cho chị ấy nghỉ ngơi. Hôm nay anh nói đi lên công ty một chút rồi về mà. Tôi càng nghe càng thấy hình như bản thân mình bị ngu ngu chỗ nào rồi. Nhưng bây giờ biểu tôi phân tích thì tôi lại không phân tích được. Nhưng mà quan trọng là Út Nhàn, cô ấy nói xạo để làm gì? Út Nhàn lúng túng, cô ấy không trả lời. Còn tôi lại thấy may mắn cho bản thân mình khi không làm chuyện gì dại dột. Phong thấy tôi im lặng, anh kéo tay tôi, vờ quát lớn tiếng. Lại, theo anh về. Vừa nói, Phong vừa nắm tay tôi kéo đi. Đạt ở bên, thấy tôi gương mặt ất ức nên kéo tay tôi lại. Cậu ấy nhăn mày không vui, hỏi Phong. Anh làm gì vậy? Phong cười nhạt, anh giật mạnh, kéo tôi về phía anh. Giọng anh trầm đục uy vũ. Về dạy vợ. Nói rồi anh kéo tôi đi mất, mà tôi cũng tình nguyện đi theo. Ôi giời, tôi quen quá với cách này của Phong rồi, lại đang diễn chứ có gì đâu. Phong kéo tôi đi. Tôi lâu lâu quay lại nhìn Út Nhàn, thấy gương mặt cô ấy rất đặc sắc, có một loại ánh mắt gọi là hả hê. Phong kéo tôi ra xe, nhét tôi vào trong xe, sau đó cũng nổ máy cho xe đi mất. Khi nãy tôi nghĩ Phong không giận, nhưng bây giờ lại thấy ghê ghê. Liếc mắt sang nhìn anh mấy bận, thấy anh vẫn không nói gì, tôi mới khều khều tay anh, nhỏ giọng. Anh làm sao vậy? Phong nghe tôi hỏi, anh mới liếc mắt nhìn sang tôi, giọng anh trầm trầm đục đục. Em đi đâu vậy? Đi đâu á? À hình như tôi chưa nói với anh thì phải. Em theo Út Nhàn lên thị xã mua đồ mà, lúc đi vội quá em chưa gọi nói với anh. Phong hừ hừ vài tiếng, dưới bụng tôi lại kêu ọt ọt vì đói. Thấy bụng tôi kêu, anh cho xe tấp vào một quán cơm ven đường. Xuống mở cửa xe cho tôi, anh nói. Xuống ăn cơm đi cô nương, em muốn đi bắt ghen thì cũng phải no bụng trước chứ. Người không có sức thì còn đánh đấm được cái gì? Tôi lườm lườm anh, Phong đúng là tên đề bụng, rõ ràng biết chuyện khi nãy là do tôi vô tình bắt gặp kia mà. Ờ khoan,
Tôi còn chưa xử lý anh đâu đấy, đâu ra cái giọng trách ngược thế kia, cái tên này. Vào quán cơm, kêu một bàn đồ ăn đủ món, ăn một bụng no nê, rồi anh lại đưa tôi về nhà. Đi được một đoạn, tôi vì tức quá nên mới cao giọng hỏi anh. Cô gái khi nãy là ai vậy? Phong quay sang nhìn tôi, anh cười cười nói. Anh vô tình gặp cô ta thôi, thấy quen quen mà không nhớ ra là ai. Sao lại vô tình? Hôm nay anh nói đi gặp đối tác mà. Vậy đối tác đâu mà lòi ra một cô gái ngực cao hơn mũi, tên Mỹ tên Mi gì nữa vậy? Nghe tôi nhắc đến tên cô gái khi nãy, Phong cau mày hỏi lại. Em nói cô ta tên Mỹ? Tôi hích mũi. Ừ, em nghe Út Nhàn nói vậy. Ủa mà anh nói cô ta tên Thơ sao? Phong bật cười. Thì ra là Mỹ, hèn chi anh thấy quen lắm mà không biết gặp cô ta ở đâu. Công nhận phẫu thuật thẩm mỹ có thể biến một con người này thành một con người kia luôn, hay thiệt. Tôi thấy có chút rối rối, liền hỏi. Khoan, dừng dừng, anh nói gì em không hiểu. Rốt cuộc cô ta tên gì, Mỹ hay Thơ? Mỹ, trước kia có theo đám bạn anh đi chơi cùng. À ha, vậy là Út Nhàn nói đúng, rõ là có quen nhau từ trước rồi, khéo còn đưa nhau lên thiên đường mà quên mất đây mà. Giận, tự nhiên nghĩ thấy giận ghê gớm. Thấy tôi mặt nặng mày nhẹ, anh mới hỏi. Em là làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tôi quay phát sang anh, nói tuông một hồi. Anh nói người quen sao? Quen quen cái con khỉ khô, chứ không phải anh với cô ta là tình cũ hả? Ghê gớm, tình cũ không xử cũng tới. Vui vẻ rồi ha, đi gặp đối tác mà cũng gặp lại được nhau thì có duyên quá rồi. Phong nhìn nhìn tôi, chân mày giãn ra, anh nói. Ừ, em nói mới nhớ, công nhận có duyên thiệt. Mẹ kiếp, biết tôi đang giận mà còn nói như vậy nữa chứ. Thấy tôi sụ mặt, Phong cho xe chạy chậm lại. Anh với tay, kéo tôi ôm vào lòng. Hôn lên tóc tôi mấy cái, anh nhẹ nhàng nói. Đừng nghĩ bậy bạ, thiệt là anh vô tình gặp cô ta thôi. Không tin em hỏi thằng Đạt là biết. Hôm nay nó đi theo anh mà, khách hàng của anh về rồi. Anh với Đạt định đi ăn cơm rồi về lại công ty thì gặp cô ta đến. Mà chắc do cô ta phẫu thuật nhìn lạ quá, anh nhìn không ra nên không biết cô ta là Mỹ. Mà kể cũng lạ, sao cô ta lại nói cô ta tên Thơ, rồi là cần tìm công ty anh bàn việc. Nãy giờ chưa kịp bàn gì nữa mà. Thiệt không? Sao cô ta ngồi sát anh cũng để yên vậy? Phòng véo véo mũi tôi, anh nói. Anh không biết, anh đang tập trung xem một vài chỗ trong tài liệu để tư vấn cho cô ta thì em đến. Anh thề, anh chưa có sơ múi gì, mà rõ ràng anh cũng đâu có ý định sơ múi gì cô ta đâu. Anh có vợ rồi, có vợ vừa đẹp lại vừa thương anh nữa, anh không ngu dại gì đâu. Hí hí, nghe anh nói mà tôi mát ruột dễ sợ hà, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa nói đúng sự thật nữa. Mặc dù đã hết giận từ lâu, nhưng tôi vẫn giả vờ buồn buồn, ngước mắt lên, tôi hỏi anh. Thiệt không đó? Phong buông tôi ra, anh nói lớn. Anh mà nói xạo thì cho chiếc xe này chạy thẳng một mạch về nhà luôn đi. Ờ, thế anh định cho cái xe này bay lên trời luôn à? Nghe anh nói, tôi xì một cái, bĩu môi. Lại tào lao rồi. Phong cười ha ha, anh xoa xoa má tôi, nghiêm túc nói. Anh giỡn chút thôi, nhưng anh nói nãy giờ đều là sự thật. Nếu em không tin anh thì cũng nên tin vào bản thân em chứ. Không lẽ em lại chọn sai chồng, đúng không? Anh công nhận. Trước có không thích em thiệt, nhưng bây giờ thì thương lắm rồi. Anh không muốn vì vài cái bánh bao bánh ú ven đường mà đánh mất đi nồi thịt kho hột vịt gia truyền đâu. Vợ ơi, yên tâm nha. Tôi nghe mà sướng dần dần, lại nhịn cười không được. Tôi với tay, nhéo mũi anh một cái rõ đau, giọng vừa nghiêm túc. Ờ, tạm tin anh đó, em nhéo cái này là cảnh cáo anh, sau này không được cho mấy bánh bao bánh ú đụng chạm vào, anh nghe chưa? Xong gật đầu lia lịa. Mặt anh kiểu rất nghe lời, nghĩ nghĩ lại, may mà tôi không giận quá mất khôn. Nhìn vào tình hình khi nãy mà nhào nhào lên đánh ghen thì có mà gây nhau ỏng tỏi rồi. Bởi ta nói, vợ chồng sống với nhau trước nên tin tưởng nhau một chút, đừng vì chút nóng vội mà làm mất đi tưởng thành vững chắc vốn xây dựng cho nhau. Có đôi khi nhìn thấy sự việc là như vậy, nhưng cũng chưa chắc là như vậy. Qua cái việc vô tình gặp được Phong ở nhà hàng, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Về phần Phong với cô gái kia, coi như bỏ qua đi, chưa có gì, chưa tính. Riêng cái chuyện Út Nhàn ra vẻ như hai vợ chồng giận nhau, rồi kéo tôi đi lên thị xã là đã thấy mùi mờ ám rồi. Lúc nghe Đạt hỏi Út Nhàn thì rõ ràng vợ chồng họ đâu có cái gì đâu. Còn cô gái kia nữa, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ. Quái thật,
Sao từ hồi về cái nhà này, tôi cứ đóng vai Conan suốt thôi, toàn những con người kỳ lạ làm những chuyện mờ ám. Chiều hôm ấy, tôi ra sau vườn hái mấy trái ớt đặng cho ba chồng tôi ăn cơm. Ông không thích ăn ớt mua, chỉ thích ăn ớt trong vườn. Đang lùi hùi hái ớt thì thấy Đạt đi lại. Thấy cậu ta đi đến, tôi định đi vô thì nghe tiếng cậu ta hỏi: "Chị, sao chị tránh mặt tôi?" Tôi dừng chân lại, quay sang nói với Đạt: "Tôi có tránh mặt chú đâu, tôi hái mấy trái ớt hái xong rồi nên định đi vô nhà nè." "Vậy à, tôi cứ tưởng là chị tránh tôi chứ. Mà chị nè, hồi sáng về anh Tư có làm gì chị không? Em nghe Út Nhàn nói anh Tư giận lắm." Tôi cười cười: "Có gì đâu chú, vợ chồng chị vẫn bình thường mà, hồi sáng cũng không có cái gì. Có điều cô gái hồi sáng là vô tình gặp được hay sao?" Đạt cau mày, giọng cậu ta nghiêm túc hơn: "Chị hỏi vậy là sao? Bộ anh Tư với cô gái kia có gì mờ ám hả?" Tôi lắc đầu: "Trời, không có gì, thiệt mà tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cô ta với anh Phong mà có chuyện gì thiệt thì tôi đã quậy lên rồi, cậu yên tâm đi." "Nếu vậy..." "Ừ thì bàn với khách xong là gặp cô ta, tôi nhìn cũng thấy quen mắt mà không biết gặp ở đâu rồi." Tôi gật gật đầu, xem ra cô gái này cũng không đơn giản là vô tình gặp. Ai lại một mình vào nhà hàng ăn giữa trưa chứ? Nhìn cô gái ấy cũng không phải loại phụ nữ tự lập sống một mình rồi đi ăn một mình đâu, là có ẩn tình. Đang định quay vào trong, lại sực nhớ ra chuyện gì đó. Tôi quay sang Đạt, vừa hỏi: "Ủa, mà hồi sáng vợ chồng chú giận nhau hả?" Đạt nghe tôi hỏi, cậu ta cau mày, gương mặt rất không vui. "Giận nhau sao? Không có, là ai nói với chị?" Tôi cười cười, nói với cậu ấy: "Có gì đâu, tôi tưởng vợ chồng chú giận nhau thôi. Thôi tôi đi vào trong nhà dọn cơm, hôm nay có canh chua chú thích, ăn cơm nhiều vào nha." Nói rồi tôi quay vào trong, một vài chuyện cũng được xác định rõ ràng. Út Nhàn này thật ra là làm sao vậy? Sau ngày hôm đó, tôi với Út Nhàn vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Có chăng là bản thân tôi cảm thấy không còn nhiều thiện cảm dành cho cô ấy. Vì tôi nghĩ đơn giản rằng nếu cô ấy thiệt lòng thì đã không nói dối. Còn về mục đích cô ấy làm vậy để được cái gì thì tôi cũng không đoán ra được. Mấy ngày sau, trong nhà mọi chuyện vẫn yên ắng. Ba má chồng tôi dạo này đi tiệc tùng suốt, má Vũ cũng ít khi ra ngoài. Chị Thắm với anh Ba Thành vẫn thế, vẫn cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng mà dạo gần đây, anh Ba về nhà cũng sớm, không còn trễ như mọi khi nữa. Vợ chồng Đạt thì vẫn bình thường, còn tôi với Phong thì tình cảm chỉ có tăng lên chứ không có bớt đi. Nếu như nguyện sống cả đời với Phong, tôi cũng đồng ý. Chỉ là tôi sợ việc tôi không phải là hai lài thật sẽ làm mọi thứ tan vỡ, thật sự tan vỡ. Mấy ngày sau, tôi theo chân má chồng ra thị xã cắt mấy thang thuốc cho chị hai giàu. Bình thường toàn tôi tự đi cắt. Hôm nay má chồng tôi cũng muốn ra cắt thuốc đau nhất cho ba chồng tôi nên sẵn tiện tôi đi theo luôn. Ra đến hiệu thuốc, tôi nói tên mấy vị thuốc quen thuộc trong thang thuốc của chị hai xong rồi đến lượt má chồng tôi cắt thuốc. Buồn buồn đi loanh quanh trong hiệu thuốc nam, thấy người ta đang phơi bột gì đó màu nâu vàng. Thấy lạ mắt, tôi đi lại xem thử, thì thấy mùi bột này cũng thơm. Khom lưng xuống ngửi ngửi, mùi thực ra là rất thơm, tôi buột miệng nói: "Thơm quá." Trong hiệu thuốc có người đi lại, ông ấy thấy tôi đang ngửi bột nên nói: "Bột xạ hương mà, không thơm cũng uổng." Tôi ngạc nhiên, đây là bột xạ hương trong truyền thuyết ấy hả? Công nhận là giống với tên, rất là thơm luôn. Cái này chắc được điều chế làm nước hoa quá. "Thầy, cái bột này dùng làm nước hoa được không hả thầy?" Vị thầy thuốc gật đầu, ông ấy nói: "Được, nhưng còn qua điều chế nữa. Xạ hương chữa được nhiều bệnh, nhưng cũng nguy hiểm cho thai phụ. Ngày xưa, cái thời ông nội tôi còn sống, bột xạ hương này bán chạy lắm. Giá thành nó cao, nhưng mà công dụng cũng ác liệt. Mấy ông vợ quan tàn mua về cho người ở, tình nhân của chồng phá thai. Xạ hương cộng thêm quế chi nữa thì coi như hư thiệt." Tôi ngạc nhiên, hóa ra xạ hương còn có một công dụng khác nữa. Mà khoan, mùi xạ hương này ngửi thấy quen quen. Tôi cúi người, hít hít mấy cái, vị thầy liền cười nói: "Thơm thì thơm thiệt, nhưng mà đừng ngửi nhiều quá, như vậy không tốt đâu cô gái." Tôi như chợt nghĩ đến cái gì đó, liền nói với vị thầy:
Thầy để cho con 2 lạng xạ hương, mai con đến lấy được không thầy? Vị thầy ái ngại nhìn tôi. Cô gái mua làm gì, chỉ mua riêng một mình xạ hương thôi sao? Tôi gật đầu. Dạ, mùi thơm quá, con mua pha chế chơi ấy mà thầy. Ừ, thấy cô cũng có hứng thú, tôi để cho cô một ít vậy. Phía bên kia, tôi nghe tiếng má chồng tôi kêu lảnh lót. Lai về thôi. Tôi dạ một tiếng, sau đó đưa cho vị thầy tiền mua xạ hương trước, còn xạ hương ngày mai tôi sẽ ra lấy sau. Xạ hương, hy vọng thứ tôi nghĩ là đúng. Tối hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ nằm hết xoay qua rồi xoay lại. Trong sữa tắm, tôi ngửi được mùi của xạ hương kia, mùi giống y chang không khác tí nào. Xạ hương bình thường giá cắt cổ, ai lại dùng loại bột này mà làm sữa tắm bán có mấy chục nghìn một chai được chứ? Càng nghĩ, càng thấy đúng, khiến tôi không thể nào chợp mắt được. Nếu đúng vậy thì chị Thắm quá ác rồi còn gì. Chị ta dùng cách tàn nhẫn đó để hại đứa con của Út Nhàn. Thật là không còn từ nào để diễn tả được. Càng nghĩ càng giận, tôi không ngủ được nên tung mền, mang dép đi xuống dưới nhà, lấy ly đá lên uống cho hạ hỏa. Mang dép lẹp xẹp đi xuống nhà bếp thì nhìn thấy cửa không đóng không gài. Đang bực mình, tôi tiện miệng lèm bèm luôn. Mấy cái đứa này không chịu đóng cửa nẻo đàng hoàng gì hết. Vừa nói vừa đi lại đóng cửa, nhưng khi kéo cửa vào, tôi lại thấy loáng thoáng ngoài ao sen có đốm lửa nhỏ, hình như ngoài kia có người. Mẹ ơi, tôi nhát gan là thiệt, nhưng tò mò cũng là thiệt. Chưa kể cái ao sen này còn quá nhiều điều bí ẩn nữa. Máu thám tử trong tôi trỗi dậy, tôi lén mở cửa rộng rộng ra, đi lại gần bụi sơ ri, nấp nấp nhìn ngó. Nhưng vì khoảng cách xa quá, có nhìn cũng chỉ thấy bóng người đang ngồi cùng với đốm lửa nhỏ thôi. Máu lại nổi lên, tôi mới chậm chậm từng bước đi nhẹ nhàng lại gần hơn. Đi được một đoạn, cũng gần tới ao sen, tôi mới dừng lại, nấp trong bụi cây mận mà ngó tới. Ôi mẹ ơi, người đang thậm thà thậm thụt ở ao sen là Vú Huệ. Bà ta đang đốt giấy tiền vàng mã, vừa đốt vừa nói cái gì lầm bầm trong miệng, tôi không nghe được. Bực quá, tôi lén lén đi lại gần hơn thì nghe được tiếng bà ta thì thầm to nhỏ. Tha cho tôi cũng vì mình thôi. Cô sống dưới đó cho tốt đi, làm vua một cõi được gần người mình thương cũng được rồi, đừng nên trách tôi, trách chị ấy làm gì. Nghe được nhiều đó, tôi lại nghe tiếng mụ Vú đọc thứ tiếng gì nghe không hiểu được. Trong lòng bực bội vì mụ ta nói cái quái gì linh tinh, tôi mới quay mắt ra nhìn thì ôi thôi, máu. Không, là trái tim bằng máu. Hai mắt tôi sững sờ như không tin vào chính mắt mình nữa. Cả người tôi run lẩy bẩy không kiểm soát được. Trời ơi, bàn tay mụ Vú cầm trái tim còn đỏ chon chót, máu tươi chảy xuống tay mụ. Gương mặt mụ cười nhan nhở, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trái tim như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn không bằng. Sợ quá, tôi dùng tay bịt miệng mình lại để ngăn cho khoang miệng không tự chủ được mà hét lên. Mẹ ơi, cứu con, đến cứu con đi hết nổi rồi. Chân run run, trong lòng thì sợ hãi vô cùng. Cái quái gì đây, con mụ Vú định làm cái thứ quái quỷ gì vậy? Trái tim kia là tim người hay tim thú? Tôi thấy mụ Vú cầm lá bùa màu vàng, trên đó viết kín thứ chữ gì đọc không hiểu được. Bà ta dùng đinh to gài lá bùa vào trái tim nhè máu. Động tác thuần thục, rất chuyên nghiệp, cứ như đây không phải lần đầu tiên mà bà ta làm vậy. Xong xuôi, bà ta bắt ra một con rắn nhỏ còn sống. Con rắn uốn éo quấn vào cổ tay bà ta trông phát khiếp. Tôi càng nhìn, càng muốn xỉu luôn tại chỗ. Chân run run, có muốn di chuyển cũng không được. Mụ Vú đặt trái tim kia xuống, rồi dùng dao rạch một đường thẳng từ bụng con rắn xuống, lôi từ trong bụng nó ra một túi mật nhỏ xíu xanh xanh. Đến giờ phút này thì tôi biết tôi không thể nhìn thêm được nữa rồi. Vội vội vàng vàng, tôi lui ra, định theo đường cũ đi vào trong nhà. Nhưng mà xui xẻo, hai chân run quá, tôi đi chật nhịp thế nào mà đạp trúng đống lá cây khô, khiến dưới chân phát ra tiếng động. Thôi xong rồi, tôi nghĩ trong đầu, lần này bị phát hiện thật rồi, nên co giò chạy một mạch. Mụ Vú Huệ chắc nghe được tiếng động, mụ ta hét lên. Ai vậy? Là ai? Người tôi run lẩy bẩy, sợ đến mặt xanh mặt đỏ. Phía sau, tôi nghe tiếng tủng của vật gì đó rơi xuống nước, sau lại nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Cả người tôi co lại, chạy thục mạng vào trong nhà. Vì chạy gấp quá mà vấp gốc cây, té ngã chảy hết cả bụng.
đau đến điếng hồn, nhưng mà bây giờ nằm đây chắc tôi bị quăng xác xuống ao sen luôn quá. Nghị lực sống kéo vực tôi dậy, tôi cố hết sức chạy thật nhanh vào trong. Phía sau, mụ vú già gần đuổi đến sát đít. Tôi vừa chạy vừa nam mô liên tục. Thấy trước mắt là cửa hông nhà sau, tôi mới dùng hết sức chạy thật nhanh vào. Vừa chạy vào trong, chưa kịp phóng lên cầu thang, đã thấy có bóng người. Phong là Phong. Anh kéo tôi lại, gấp gáp hỏi. Này, có chuyện gì, có chuyện gì? Tôi mồ hôi tuôn xối xả, nói không ra hơi. Cứu em, vú, vú. Phía sau, tiếng bước chân càng gần. Phong nghe loáng thoáng, chắc hiểu ý tôi. Anh liền kéo tôi nhét vào góc tủ, cũng đồng thời đứng che tôi lại. Vừa may tôi vừa chui vào, thì Vũ Huệ cũng chạy vào trong. Tôi không nhìn thấy bên ngoài là cái gì, chỉ nghe được tiếng Vũ Huệ thở hồng hộc hỏi. Ủa, cậu Tư? Ừ, bộ có chuyện gì hả mà Vũ chạy dữ vậy? À, có ăn trộm, tôi đi theo nó, thấy nó hình như chạy vô trong đây nè cậu. Ăn trộm hả Vũ? Vũ có nhìn lầm không? Tôi đứng đây uống nước nãy giờ có thấy ai đâu. Có khi con chó con mèo cũng nên. Thì vậy, cậu... Tôi núp trong góc tủ mà tim đập thình thịch. Đến cả thở mạnh tôi cũng không dám vì sợ bị phát hiện. Mẹ ơi, tối khuya chơi chạy marathon, xém chút nữa mất cái quần. Ờ, chắc Vú nhìn lầm rồi đó. Ở đây có ai mà chạy vào là tôi cho một cước rồi. Mà nhà mình kín cổng cao tường, làm gì có ăn trộm nào dám mò vào. Thôi, Vú vô nghỉ đi. Ủa, mà tay Vú làm sao vậy? Sao máu không vậy? Tôi nghĩ thầm, mẹ kiếp, coi chừng là máu người đó. Phong, coi chừng nha anh. Nghe Phong hỏi đến máu trên tay mình, chắc mụ Vú sợ nên tôi nghe bà ta nói. À, nãy tôi tưởng ăn trộm rượt theo nên té, để tôi vô băng bó, rửa sạch là xong à cậu. Phong ra vẻ như quan tâm. Tay Vú máu không kìa, thay đồ đi, tôi chở đi bệnh viện, chứ máu me không, nguy hiểm lắm. Ý, thôi thôi cậu, tôi ra rửa cái hết à, không có sao. Thôi khuya rồi, cậu lên phòng nghỉ đi, tôi ra ngoài vườn kiểm tra lại một vòng nữa coi sao. Ừ, vậy cũng được, cẩn thận nha Vú, có gì nhớ la lên, trong nhà còn kịp chạy ra. Phong đợi cho mụ Vú đi xa rồi mới kéo tôi ra. Anh kéo tay tôi, nói nhỏ. Đi lên phòng đi, nhanh lên. Tôi gật gật đầu cấm cổ chạy một mạch lên trên phòng. Vào đến phòng rồi tôi mới yên tâm mà thở thật mạnh. Khi nãy có muốn thở cũng không dám thở, sợ bị phát hiện ra, ghê quá đi mất. Đợi một chút, Phong cũng chạy lên. Anh thấy tôi đang ngồi trên ghế, mặt mày xanh lè, cả người bụi đất không. Anh nhanh tay đóng khóa cửa lại, kéo tôi vô nhà tắm cũng đóng cửa lại kín mít. Tôi giờ phút này mới được thả lỏng, tôi ôm chầm lấy anh, khóc không ra hơi, ủy khuất nói. Anh ơi, em sợ quá, hu hu. Phong ôm lấy tôi, anh phủi phủi bụi đất trên người tôi rồi nói. Không sao, không sao, có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa. Tôi ôm lấy anh, càng ôm càng chặt. Nghĩ đến khi nãy nếu tôi bị phát hiện, chắc sẽ xong luôn mất. Mụ Vú Huệ kia kinh khủng quá, tôi không biết được bà ta muốn làm gì nữa. Tôi ôm anh một lát cho đỡ sợ, sau đó mới từ từ kể lại cho Phong nghe. Nghe hết một hồi, ngay cả Phong, ánh mắt cũng không muốn tin bởi những chuyện tôi kể là quá kinh khủng. Đó là máu, là một trái tim. Đây chẳng khác gì đang làm bùa làm ngải, thật là đáng sợ quá đi mất. Phong kéo áo tôi lên, anh dùng nước ấm, rửa đi vết bẩn trên bụng, sau đó dùng khăn sạch lau khô rồi kéo tôi ra giường, ôm lấy tôi, anh khẽ nói. Được rồi, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Tôi gật đầu. Nói đừng sợ là nói dối, tôi giờ đây vẫn còn run cầm cập đây này. Mãi một lát nữa, tôi mới nghe Phong khẽ nói. Chuyện hôm nay, anh sẽ nói lại với chú Đức, hy vọng là sẽ có chuyển biến tốt. Chuyện dưới cái ao sen nhất định là có liên quan đến Vú Huệ. Nhưng mà rốt cuộc, người ở dưới ao kia là ai? Anh thật sự cũng không biết. Có thể là dì Lệ, cũng có thể là không chắc chắn. Tôi gật gật đầu, bây giờ là ai thì tôi cũng quá sợ rồi. Hình ảnh Vú Huệ cầm trái tim đỏ đầy máu đã đủ làm tôi ám ảnh rồi. Nói chi là phân tích ai dưới ao sen. Giờ là ai cũng được, miễn đừng ám ảnh tôi nữa là được. Đêm hôm nay là một đêm mất ngủ, tôi chắc thức đến sáng mất.
Sáng hôm sau tôi dậy trễ, Phong báo với mọi người là tôi bệnh nên không xuống nhà. Lúc tôi lò mò xuống nhà dưới là quá nửa trưa. Vừa bước xuống cầu thang liền gặp ngay bụ Vú Huệ. Thấy bà ta, tôi gần như run cầm cập. Thấy tôi run quá, Vú Huệ ra vẻ quan tâm hỏi han. Mợ Tư còn run quá, chắc trúng gió rồi, mợ lên phòng nghỉ thêm đi, xuống nhà làm gì? Mẹ ơi, Vú Huệ vừa nói vừa đụng đụng vào người tôi, làm tôi muốn co giật luôn tại chỗ. Hu hu, Vú ơi, tha cho tôi đi. Út Nhàn đang nấu nước dưới bếp, thấy tôi mặt mày xanh lè cũng nhanh tay dìu tôi lên phòng nghỉ. Ngày hôm đó, tôi thiệt sự bệnh luôn không dậy nổi, khiến Phong phải nghỉ làm ở nhà, đặng mà chăm sóc cho tôi. Cầm chén cháo lên, tôi lại liên tưởng đến bàn tay máu me của Vú Huệ mà ói lên ói xuống, hết ói rồi đến chóng mặt. Trong đầu, lâu lâu cứ hiện lên mấy hình ảnh gớm ghiếc đó. Mẹ ơi, biết vậy tôi không nhiều chuyện làm gì, để giờ sinh bệnh khổ thân vậy nè. Chắc sau này tôi thấy nội tạng động vật chắc tôi bỏ bữa luôn quá. Hồi đó ruột non ruột già, trái tim trái ơ đổ tôi ăn khoái lắm. Còn giờ, thôi, xin chừa mặt tôi ra. Bệnh mấy hôm, người tôi xuống sắc trầm trọng. Phòng lò sốt vó, đòi đưa đi bệnh viện nhưng tôi không chịu. Bản thân tôi hiểu, chỉ là do tôi sợ quá thôi, chứ cũng không có gì nặng nề mà phải đi. Nghỉ gần một tuần, tôi mới dần lấy lại sức. Cái hôm khỏe, tôi nhờ anh Tùng trở ra thị xã lấy bột xạ hương, rồi ghé qua tiệm tạp hóa, mua chai sữa tắm nhỏ, cùng hiệu với loại mà chị Thắm kêu tôi mua. Mua xong hết, tôi đem về nhà, thử lấy một ít nước, hòa tan bột xạ hương, sau đó đem trộn với sữa tắm. Mẹ nó, chị Thắm quả là quái thai mà. Hèn chi, ngay lúc đầu tôi thấy sữa tắm này cái mùi kỳ kỳ, rõ ràng đúng hiệu của nó thơm nhẹ nhàng, còn khi mà thêm xạ hương vào thì ra mùi gắt, không còn được thoang thoảng nữa. Trần đời ai sinh ra mụ Thắm, cái chuyện ác nhân như vậy mà chị ta cũng có thể nghĩ ra được. Hèn gì cái bầu của Út Nhàn không bị gì tự dưng lại hư. Xạ hương độc cho phụ nữ có thai cỡ nào, sách bút cũng có ghi chép lại. Quả là mưu mô thâm hiểm. Nếu tôi mà không vô tình nghe ông thầy thuốc nói, chắc tôi cũng không thể nào biết được luôn quá. Chuyện này tôi đoán ra được, nhưng không có bằng chứng. Đợi tôi thu thập đủ chứng cứ xem tôi có vạch mặt cô ta ra không thì biết. Loại đàn bà vì lợi ích mà bất chấp đến an nguy của người khác thì cũng không khác gì là Vú Huệ giấu xác người dưới ao. Sau cái ngày biết trong sữa tắm có chứa xạ hương, tôi âm thầm canh chị Thắm về nhà mẹ đẻ để đổi sữa tắm trong nhà. Mà để đề phòng chuyện không may, tôi có kéo má Vũ đi chợ mua cùng loại sữa tắm, sau đó kêu bé Ly đem lên mỗi phòng. Từ đầu đến cuối đều có người ra mặt nên không sợ chị Thắm dở quẻ. Mà công nhận, chị Thắm bà ác thiệt, cái âm mưu như vậy mà bà cũng nghĩ ra được. Hại con người ta từ trong trứng nước chứ không phải chuyện thường. Lắm lúc tôi suy nghĩ có khi nào sống ác là sở thích của chị ta không, chứ có ai mà ác giữ thần vậy chứ. Cái vụ sữa tắm tôi còn nói cho Phong biết, anh hứa giúp tôi điều tra con mụ bán tạp hóa. Tôi nghi là mụ ta tiếp tay cho chị Thắm làm bậy. Nhớ hôm mà Út Nhàn động thai lên bệnh viện, chị Thắm nhờ tôi ghé mụ tạp hóa lấy sữa tắm, xong rồi về cũng tôi đưa cho bé Ly đem lên phòng cho mọi người. Thì chỉ có thể là có người giúp cho chị Thắm bỏ xạ hương vào sữa tắm từ trước, chứ chị ta không đụng vào mấy chai sữa tắm đó thì hại người kiểu gì được. Ghê gớm, có ai trả đĩa bay cho chị Thắm về hành tinh của chị ta sống không? Chứ tôi thấy loài người sắp không dung nạp được chị ta nữa rồi. Sáng hôm nay, Phong đưa tôi ra thị xã mua ít đồ. Lúc về, tôi vừa ăn táo vừa nói với anh. Anh, cái vụ bà Vú, chú Đức có nói gì không? Phong vừa chạy xe, vừa được tôi đút táo cho ăn. Anh nhai hết mớ táo trong miệng rồi nói tiếp. Chú nói chú biết rồi, chú sẽ cố gắng giải được loại trấn yểm ở ao sen để cứu cho người bị nhốt ở dưới. Nói chung, tạm thời chúng ta cũng chỉ có thể đợi thôi. Chuyện người sống thì có thể giải quyết, chứ những chuyện tâm linh như vậy, anh vô phương. Tôi gật gù, càng nghe càng dựng tóc gáy. Tự dưng nhớ tới hôm bữa, mụ Vú cầm trái tim máu me kia lại muốn ói. Nghĩ lại thấy ghê, tôi vuốt vuốt ngực mấy cái. Khiếp quá, cơn sang chấn tâm lý này mạnh dữ dội. Em bị sao vậy? Mặt lại xanh lên rồi. Tôi tự dưng thấy mệt mệt, dầu dĩ nói. Nhắc tới Vú Huệ là em nổi da gà làm mệt. Em nói thiệt tình, hôm đó đổi lại là anh thấy mụ ta làm bùa làm phép,
Chắc anh cũng y như em quá. Em ám ảnh đến nỗi mỗi lần nhắc tới Vũ Huệ là muốn ói. Phong vươn tay vuốt vuốt ngực cho tôi mấy cái, giọng anh dịu dàng. Cố gắng, đợi anh giải quyết xong chuyện ao sen, anh hứa sẽ tống cổ Vũ Huệ ra khỏi nhà. Anh nhìn bà ta cũng chướng mắt lắm rồi. Tôi gật gù, lại như nhớ đến gì đó, tôi hỏi. Nhưng mà Vũ Huệ vì sao phải giết dì Lệ, rồi còn cái gì được ở cùng người mình thương, em nghe mà không hiểu gì, nghĩ hoài cũng không ra nguyên nhân. Phong cũng lắc đầu. Anh cũng không biết, lúc dì Lệ còn sống, ở nhà anh thì khi đó anh mới 7-8 tuổi, mà theo anh nhớ thì dì Lệ cũng không có xung đột gì với Vũ Huệ, anh cũng không hiểu vì sao lại có chuyện này nữa. Anh, sao anh không báo công an đặng cho người ta khai quật cái ao lên là rõ hết chuyện thôi mà. Nghe tôi hỏi, Phong cau mày, gương mặt anh trầm tĩnh lại, khẽ lắc đầu, anh nói. Không được, hiện tại anh không thể để công an vào cuộc điều tra được. Anh cần biết vài chuyện trong quá khứ, mà đây là bước đầu tiên, sau hơn gần 10 năm, anh mới điều tra ra được một chút. Anh không thể vì nóng vội mà làm mất đi dấu vết được. Tôi nhìn anh, ngốc nghiêng, gương mặt anh rất đẹp, rất nam tính, nhưng mà sao hôm nay lại đượm buồn nhiều quá vậy? Anh có cái gì giấu tôi? Cái gì mà làm cho bản thân anh phải lo âu vất vả nhiều đến như vậy chứ? Dặn lòng không được, tôi buộc miệng hỏi. Anh, má, anh biết bà ta không phải mẹ ruột anh từ khi nào? Phong nhìn tôi, anh cau mày, ánh mắt anh xa xăm khó lường. Tôi không hiểu đây là ý gì. Là không tin tưởng, là đang nghi ngờ, hay là không muốn nói? Tôi thoáng thở dài, đang định kêu anh thôi không cần trả lời, thì lại nghe anh nhàn nhạt giải thích. Có vài chuyện trước hay sau gì em cũng cần được biết. Thiệt ra, anh không nói cho em biết, không phải là vì không tin em, mà là sợ em sẽ bị cuốn theo những toan tính của anh. 10 năm anh sống trong suy tính, thật sự rất mệt mỏi. Anh không muốn em, muốn con của mình phải đi theo anh. Có thể anh sẽ tìm ra được bà ấy, cũng có thể sẽ mãi mãi không tìm thấy. Anh không muốn em cùng những mưu toan đó đi theo anh cả đời. Anh chỉ muốn em sống vui vẻ, sống thật tốt bên cạnh anh là đủ rồi. Hốc mắt tôi rưng rưng, thì ra bấy lâu nay tôi nghĩ oan cho anh rồi. Không phải là anh không tin tôi, mà anh sợ anh sẽ cuốn tôi theo những vòng xoáy mưu mô. Anh tốt với tôi như vậy, lo nghĩ cho tôi nhiều đến như vậy, mà tôi còn giận anh, còn trách anh. Tôi thiệt là đáng trách mà. Thấy tôi như sắp khóc đến nơi, anh mới cho xe chạy chậm lại, vừa xoa xoa má tôi, vừa an ủi. Thôi đừng nghĩ lung tung mà, anh thương em, rất thương em, anh không muốn nhìn thấy em khóc. Em mà còn như vậy nữa, anh sẽ không nói cho em nghe nữa đâu. Nghe Phong nói vậy, tôi vội vàng lau lau đi nước mắt đang trực trào rơi. Ôm lấy tay anh, tôi nũng nịu. Không, em không khóc nữa, anh nói cho em nghe đi. Phong vỗ vỗ má tôi, anh cười hỏi. Đã chắc là muốn nghe chưa? Có hứa là sẽ không hối hận không? Tôi gật đầu lia lịa. Em hứa sẽ không bao giờ hối hận, không bao giờ. Phong bật cười, anh vuốt ve má tôi, giọng anh trầm đục, nhỏ tiếng. Người mà em gọi là má, bà ta không phải là mẹ ruột của anh. Mẹ ruột của anh đã chết từ khi anh còn nhỏ xíu rồi. Nhưng mà khi nhỏ anh không hề biết, anh cứ nghĩ bà ta là mẹ anh. Anh ra sức yêu thương, lấy lòng bà ta rất nhiều. Bề ngoài bà ta tỏ vẻ rất yêu thương anh, nhưng anh cảm nhận được bà ta chưa bao giờ xem anh giống như anh ba hay là út đạt. Mãi đến hơn 10 năm trước, anh mới biết được sự thật. Anh cũng biết được rằng mẹ anh chết rất bí ẩn. Bí ẩn đến nỗi xác bà ấy cũng không còn được toàn vẹn như bao người khác. Nói đến đây, tôi thấy anh hít một hơi thật sâu, giọng khàn đục. Ngày nhỏ, bà ta luôn miệng nói thương anh, nhưng mỗi khi anh bệnh, chỉ có một mình anh tự chịu đựng. Có chăng là bà ta sẽ lên ngó ngó, nói vài câu cho ba anh biết rồi thôi. Em biết không, anh thèm khát cái ôm của mẹ. Mỗi lần nhìn bà ta ôm anh ba, ôm cưng đựng cút đạt, anh lại ghen tị trong lòng. Cũng có lần canh bà ta đang ngủ, anh nhào đến ôm bà ta, liền bị bà ta tát cho mấy cái vô mặt. Còn nít mà, đâu hiểu gì. Anh cứ luôn nghĩ chắc do bản thân anh không tốt như anh ba nên mẹ mới không thương anh. Thì ra là do anh không phải là con trai của bà ta. Buồn cười, anh vậy mà đi nhận người đàn bà khác làm mẹ. Tôi nghe anh nói từng câu, từng chữ đều như đau thấu tận tâm can.
Người đàn ông luôn mạnh mẽ, luôn yêu thương, bao bọc cho tôi, cũng có thời thơ ấu thiếu thốn tình mẫu tử nhiều đến vậy. Trong anh có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu uất ức đây. Tôi ôm lấy eo anh, kéo cả người ôm sát lấy anh. Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể vuốt vuốt lưng anh như thể hiện là tôi đang ở đây, có tôi ở đây. Phong im lặng một chút, tôi thấy anh hít một hơi, sau tự dưng bật cười, anh nói lớn. Anh có sao đâu, chỉ là kể về những chuyện không vui, nên sầu chút thôi, em không cần lo, chồng em rất tốt. Tôi phì cười, thấy anh này vẫn mạnh miệng dữ lắm. Tôi ôm xiết lấy anh, cười cười nói. Em biết chồng em rất tốt, cái gì cũng tốt. Phong vuốt tóc tôi, anh nhàn nhạt nói. Ừ tốt. À Lai này, mai anh đưa em ra thầy tám cao cắt thuốc bổ. Qua mấy chuyện trong nhà này, hại qua hại lại, anh thấy không yên tâm. Tôi gật gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Bản thân tôi tốt, bản thân Phong cũng rất tốt, mà lại chậm con, chắc chắn là có nguyên do nào đó. Phong kéo tôi dậy, anh nắm lấy tay tôi, siết thật chặt, anh nhu tình nói. Đoạn đường của chúng ta còn rất dài, em cùng anh cố gắng nhé. Cố gắng vì anh, vì mẹ, và vì hạnh phúc sau này của chúng ta nữa. Tôi gật gật đầu. Tất nhiên là được rồi, cố gắng đến già cũng được, hi hi. Anh hy vọng anh sẽ tìm được chân tướng sớm, biết là mẹ không còn sống, nhưng ít nhất anh muốn những thứ bà để lại, anh sẽ tìm được. Quan trọng nhất là những phần cơ thể mà bà còn thiếu. Những phần cơ thể còn thiếu sao? Là có người đã giết bà rồi cắt xác. Trời ơi, chuyện quái gì vậy? Chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi nhìn anh, tay run run vì ngạc nhiên, tôi lắp bắp hỏi. Anh, mẹ chết không toàn vẹn sao? Nghe tôi nhắc đến mẹ, ánh mắt Phong dường như kiên định, lạnh lẽo hơn rất nhiều. Anh nói, xác bà bị mất hai bàn tay và hai con mắt. Đến nay đã hơn 20 năm rồi. Anh bao nhiêu tuổi, mẹ anh chết bấy nhiêu năm. Tôi cả kinh, càng nghe càng thấy sợ hãi cùng căm phẫn. Mẹ nó, cái quân ngũ nào mà ác đến như vậy? Ác đến mức giết người ta rồi còn chặt xác giấu đi. Quần ác nhơn, quần máu lạnh. Tôi chỉ nghe thôi mà còn thấy căm phẫn tột cùng. Đừng nói là Phong, anh là con trai của bà, phải chịu biết bao là đau đớn. Thấy tôi sợ quá, Phong nắm tay tôi, anh trấn an. Không có gì, chuyện cũng qua rồi. Mọi chuyện sau này cũng có anh lo, em không cần lo nữa. Tôi thoáng gật đầu, tôi nhất định sẽ cùng anh đi tìm chân lý đến cùng. Quyết đòi lại hết những đau đớn, những mất mát, những tổn thương mà anh và mẹ anh từng phải chịu đựng. Ngày hôm đó, anh cũng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ngày xưa giữa anh và má chồng tôi. Tuổi thơ của anh xém chết không biết bao nhiêu lần, nhưng may mắn, chắc do má ruột anh độ nên lần nào cũng tai qua nạn khỏi, sống được đến bây giờ. Má ruột anh không biết có phải là do má chồng tôi hại hay không, nhưng trước mắt bà ta là nghi can số một, không thể nào không thoát được liên can, kể cả bà vú giả thâm độc. Cái ao sen kia cũng là một ẩn số. Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng theo dõi hành tung của vú Huệ, mà mụ ta mấy ngày nay toàn cáo bệnh ở lì trong phòng. Lắm hôm má chồng tôi còn đem cơm vào tận phòng. Khéo tôi nghi ngờ mụ ta chắc đang luyện bùa luyện ngày gì đó, chứ làm gì mà bệnh đến mức không ra khỏi giường được chứ. Buổi chiều, tôi xuống nhà sau phụ nấu cơm, vừa xuống đã thấy bé Ly đang sắc thuốc. Ngó ngó, tôi hỏi con bé, sắc thuốc cho ai vậy bé Ly? Bé Ly nghe tôi hỏi, con bé vừa châm thêm củi, vừa nói, thuốc này của vú Huệ, hôm dày con sắc mấy lần thuốc rồi. Ừ, vú bệnh nặng lắm không Ly? Dạ, vú nằm có chỗ, sáng con vô còn thấy mặt mày xanh lét. Kỳ này bệnh nặng lắm, không ra khỏi giường được luôn mà mợ. Tôi gật gù, thì ra mụ vú bệnh thiệt chứ không phải giả bộ. Mà kể cũng lạ, hôm bữa cái ao sen tự nhiên xém chút cạn nước khô khốc, là trong đêm đó mụ vú bệnh luôn đến giờ, không biết là có điểm gì không nữa. Tôi thấy coi bộ bên chú Đức chắc có tiến triển hơn rồi đó. Sáng sớm tôi theo Phong lên thị xã, ghé hiệu thuốc tám cao, cắt mấy thang thuốc. Không may là không có thầy tám ở hiệu thuốc nên không bắt mạch, xem bệnh được, chỉ cắt thuốc bổ rồi về thôi. Phong chở tôi gần đến nhà, thì hướng đường bên kia, tôi loáng thoáng nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy ngược chiều với xe của tôi. Kể cũng lạ, cái con đường này thường ít xe hơi qua lại, có thì cũng là xe nhà chồng tôi là chủ yếu, chứ vòng vòng ở đây, dân người ta cũng nghèo, hiếm nhà có xe hơi.
Vì tò mò, tôi mới nhìn kỹ thêm một chút người ngồi trong xe là ai. Giây phút nhìn thấy người ngồi ghế phụ lái kia khiến toàn thân tôi sửng sốt. Là cô Hai Lai. Tôi nhìn chị ta cũng nhìn tôi. Trong giây phút bốn mắt giao nhau kia, tôi cảm nhận được chị ta đang cười. Đó thật sự là đang cười với tôi. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Chị ta vì sao lại đi đến đây? Vì sao khi thấy tôi lại cười? Chẳng lẽ em... Toàn thân tôi toát mồ hôi, cái cảm giác biết được bản thân mình sắp bị đe dọa thiệt không hề tốt chút nào. Tôi sắp điên mất, trời ơi. Phong thấy tôi mặt xanh mày tái, anh lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy, em mệt hả? Nghe anh hỏi, tôi giật mình, vội vàng trấn an lại bản thân, cười gượng gạo, tôi nói. À không, em đâu có gì đâu, về thôi anh. Thấy tôi không nói gì, Phong cũng không hỏi nhiều. Thoáng chốc trong tôi có ý nghĩ, tôi nhất định phải nói tôi không phải là Hai Lai cho Phong biết trước khi có chuyện gì đó không may xảy ra, nhất định. Sau cái hôm vô tình thấy được Hai Lai trên đường, tôi gần như không thấy chị ấy nữa. Nhớ trước có cho chị ta số điện thoại, nhưng cũng không thấy chị ấy gọi nói gì. Nghĩ cũng lo, tôi gọi điện cho ba mẹ ở nhà, hỏi thăm tình hình một chút, thì biết được Hai Lai nghe đâu đang quen với một đại gia bên vùng này, cũng gần nhà chồng tôi. Mà ba mẹ tôi chỉ là công nhân ở vựa mắm Phước Sang, nên cũng không biết rõ người đàn ông đang qua lại với Hai Lai là ai. Nghe ba mẹ tôi nói, tôi cơ hồ cảm thấy yên tâm hơn một chút, chứ không có thông tin gì, chắc tôi chết vì lo sợ luôn quá. Dạo gần đây, thấy trong người không khỏe, cứ bệnh lên bệnh xuống, người tôi cũng ốm xuống mấy ký lô, mặt cũng xanh đi chút. Phong đưa tôi đi ăn uống tẩm bổ, nhưng tôi cũng không ăn được nhiều vì thấy lạc miệng quá. Khéo mấy bữa nữa không hết mệt, tôi lên bệnh viện đi khám tổng quát xem sao. Sáng sớm, mấy chị em đang ngồi sàn nước nhặt rau nấu lẩu. Út Nhàn nói muốn ăn lẩu hải sản, nên cả nhà cũng chiều theo ý cô. Mấy chị em vui vẻ ngồi nhặt rau rồi rửa rau. Út Nhàn pha trò nói. Mấy chị em mình vui hen, làm dâu như vậy em cũng khoái, chứ nghe nói chị em mưu tính với nhau là muốn làm mệt liền ha. Tôi cười cười. Chị em sống chung mưu tính nhau mệt mỏi lắm. Chị Thắm cũng không nói gì, chị ta chỉ cười cho có. Mà tôi nói thì cũng coi như nói thiệt rồi. Nếu mà chị Thắm với Út Nhàn sống thiệt tình với tôi cũng không ngại mà mở lòng với họ. Chỉ tiếc là tài sản này mãi cao hơn tôi một bậc. Rửa rau xong xuôi, mấy chị em rủ nhau đứng dậy. Vì sàn nước trơn nên mấy chị em vịn tay nhau. Từ sau lưng, tôi cảm nhận được có người đẩy eo tôi một cái, thành ra tôi chới với, ngã nhào lên trước. Út Nhàn đứng trước mặt nên vô tình bị tôi đẩy ngã chỏng vó té xuống đất. Tôi may có mấy cái lu nước chống lại, nếu không chắc cũng nằm trình hình dưới đất rồi. Hú hồn hú vía, tôi vút vút ngực. Dưới bụng tự dưng có chút đau đau, chắc là do sợ quá. Thấy bản thân không sao, tôi mới nhớ đến Út Nhàn, lật đật kéo cô ấy dậy nhưng lại bị chị Thắm gạt tay ra. Lai, em không ưa Út Nhàn cũng đặng đi, sao em để con nhỏ té kỳ cục vậy? Chuyện quái gì vậy, mụ Thắm nào lại thọc gậy đánh xe rồi. Út Nhàn đầu sưng một cục, chân hình như không đi được, tôi mới đi lại xem sao, vì dù sao cũng là do tôi nên Út Nhàn mới té. Dạ em không sao, ui da. Trời ơi, máu, em chảy máu kia Út Nhàn. Tôi cũng nhìn theo thấy chân Út Nhàn thì máu đang chảy, hoảng quá tôi vội nói. Đi, chị đưa em đi trạm xá. Út Nhàn mặt mày xanh lè, cô ấy liên tục lắc đầu. Em không sao, không sao. Bên cạnh chị Thắm chu chéo khắp nhà, má chồng tôi cũng nghe mà chạy xuống. Thấy chân tay Út Nhàn chảy trụa tùm lum, má chồng tôi rít lên. Nhàn, trời ơi, sao vậy con? Sao vậy? Chị Thắm được dịp nhanh mồm nhanh miệng. Con Lai nó xô con Út Nhàn chứ còn sao nữa má, thiệt con bó tay luôn. Má chồng tôi nhìn tôi, bà coi bộ giận lắm, tôi đang định giải thích thì nghe một cái vút. Bốp, bên má phải của tôi bị bà tát mạnh vào. Tôi sững sờ như không tin vào mắt mình, chỉ như vậy thôi mà bà cũng đánh tôi, kể còn mẹ nó. Tôi nhìn bà giận dữ. Má, con có làm gì đâu sao má đánh con? Má chồng tôi chu chéo. Con Thắm nói vậy mà mày còn cãi, không phải mày thì sao Út Nhàn nó té? Tôi giận đùng đùng. Mấy lúc bà bênh Út Nhàn chửi tôi thì tôi còn nhịn vì nghĩ bà dù sao cũng là mẹ ruột của Phong mà tôi lại không muốn làm anh khó xử.
Còn giờ hà, mơ đi. Tôi cãi lại ngay. Sàn nước trơn con lỡ chân thôi, chứ con có bị điên đâu mà số Út Nhàn té. Rồi con làm con nhỏ té, con có được lợi gì đâu hả má? Chị Thắm cười khinh bỉ. Được lợi gì thì mình cô biết, chứ ai mà biết được. Bà má cô không dạy cô nhường nhịn chị em thì qua đây để má dạy. Mà cái ngữ như cô biết người ta gọi là gì không? Là mất dạy đó, đồ mất dạy. Mất dạy? Chửi tôi mất dạy á? Bốp, tôi không nói không rằng, vùng tay tát cái bốp không thương tiếc lên mặt chị Thắm. Chưa hà giận, tôi còn chỉ thẳng vô mặt chị, chửi lớn. Tôi không có làm gì sai hết thì lý gì nghe chị chửi. Mà chị chửi tôi được, chị đụng đến ba mẹ tôi thì tôi cho chị húp cháo sống qua ngày. Mất dạy, chị mới là thứ mất dạy đó. Chị Thắm giận sôi ruột, tôi thấy chị ta mặt đỏ dần lên rồi, nhưng kệ thay chị. Hôm nay tôi liều cái mạng này để cho con mụ Thắm này một trận tôi mới hả dạ. Con này, mày dám đánh tao? Tôi vênh mặt. Chị nghĩ chị là cái ngữ gì mà tôi không được đánh chị? Chị em dâu cùng về làm dâu, thấy chơi được thì chơi, sống được thì sống. Còn mà thứ đâm chọt thì thôi giải tán cho khỏe. Chị đừng tưởng tôi không biết chị làm gì. Chị qua mặt được tôi hả? Chị sống sai, còn trừng nghiệp quật chị bây giờ đó. Má chồng tôi thấy tôi đánh chị Thắm, bà cũng rừng mỡ hết lên. Cái con lài này, hôm nay mày ăn gan cọp hả mà gan dữ? Ba má mày trợ bú quen rồi phải không? Để má dạy cho mày biết lễ phép là gì. Nói rồi, bà nhào vô túm tóc tôi. Tôi thì nhất định không đánh con mụ già này rồi, vì đánh mụ ta kiểu gì tôi cũng mang tiếng con dâu mất dạy, hỗn láo đánh má chồng. Lúc trước không biết thì thôi, nhưng sau khi nghe phòng nói rõ, thì tôi chỉ còn thấy khinh bà già này. Hóa ra từ đó tới giờ, bà ta chỉ toàn giả nhân giả nghĩa, qua mặt bà chồng tôi chứ tốt đẹp gì cho cam. Được rồi, hôm nay lỡ đánh nhau rồi, tôi cho cùi hết luôn. Thì Thắm cũng nhào vô, chị ta ghì tôi xuống cho má chồng tôi đánh. Tôi cũng đâu có chịu thua. Tay chân tôi ở dưới hết thục vô ngực, lại thục vô háng má chồng. Bị đánh tay đánh chân bà, thì bà bắt chẹt tôi là đánh má chồng. Còn đánh mấy chỗ hiểm này, không lẽ bà vạch ra cho người ta coi? Được, cho bà ta biết thế nào là lễ độ. Hồi nhỏ dáng xô chồng tôi té xuống ao, may mà có người cứu. Nếu không thì giờ mồ mà anh Phong chắc xanh cỏ luôn rồi quá. Á, con quỷ cái này. Phía trên tôi bị chị Thắm ghì xuống, má chồng tôi thì đánh lên trên đầu, trên mặt tôi. Tôi thì dùng móng tay quào lên ngực chị Thắm, ở dưới tranh thủ giọng mấy phát vào háng hai con mụ này. Ha ha, tôi nghe bà Thắm lào rên rỉ, má chồng tôi cũng kêu ừ. Mẹ nó, cho vừa đám tự bay, hở ra là bắt chẹt, hở ra là đánh người. Út Nhàn ở bên la oai oái. Đừng đánh nữa chị Lai, chị Thắm, đừng đánh nữa. Tiếng mụ Thắm khàn đục. Con mất dạy, con quỷ mất dạy, tao đánh chết mày. Này thì bụp. Vô háng mụ Thắm cái nữa, cho chừa tội đòi đánh chết mẹ tôi. Chị tuổi gì mà đòi đánh lộn với tôi hả Thắm Lào? Sời, để coi dã ra thằng nào mệt hơn, thằng nào thì biết. Tôi cũng đau lắm, nhưng tính ra tôi bị đau ít hơn. Nghe xung quanh có tiếng chân chạy, tôi vừa khóc vừa hét. Con xin má mà, má đừng đánh con nữa. Á, chị Thắm, chị đánh trúng vào háng má rồi. Trời ơi, hu. Dừng tay lại đi, má làm cái gì vậy hả má? Là Đạt, là tiếng của Đạt. Đạt với mấy người nữa chạy đến can má chồng tôi với chị Thắm ra. Tôi được Đạt đỡ dậy, còn Út Nhàn thì đỡ má chồng tôi, Thu Cúc thì đỡ chị Thắm. Trời mẹ ơi, mặt mũi tôi, máu, á, máu. Tự dưng ngửi thấy mùi máu, tôi choáng váng từ từ ngã xuống, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, ngoài nghe tiếng kêu thất thanh của Đạt và bé Ly. Mợ, mợ Tư, chị Tư. Kèm theo tiếng nỉ non nhỏ xíu của Út Đạt. Thư Huyền, Huyền ơi! Lúc tôi tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều. Mở mắt ra, tôi thấy tôi đang nằm trên giường. Trong phòng mình, kế bên là Phong, đang lo lắng, ngồi nhìn chằm chằm. Thấy tôi tỉnh, anh coi bộ mừng rỡ, vui mừng nói. Lai, em tỉnh rồi, em có sao không? Tôi thấy được Phong, tự dưng cảm thấy uất ức, liền bật khóc. Anh ơi, người ta đánh em, anh ơi! Hu hu, hu hu. Phong ôm lấy tôi, anh an ủi dỗ dành. Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây lo cho em rồi. Tôi được anh ôm vào lòng, càng muốn khóc lóc nhiều hơn nữa. Trời ơi, trên ngực tôi cũng đau, đầu tôi cũng đau, còn đâu cũng đau. Hu hu, tôi khóc mếu máo. Em có làm gì đâu cũng bị đánh. Anh có tin em không?
Phong gật đầu, giọng anh dịu dàng hẳn. Tin, anh tin em chứ, đợi anh lấy lại công bằng cho em yên tâm. Tôi hức hức mấy hơi, đang định hỏi lại anh lấy lại công bằng bằng cách nào thì nghe có tiếng bé Ly nói vọng vào. Cậu Tư, mợ Tư ơi, ông biểu cậu mợ xuống nhà gấp. Ừ, cậu xuống liền. Tôi ngơ ngác nhìn Phong. Anh, bà chửi em chết, anh. Phong nắm tay tôi, anh khẽ nói. Không sợ, có anh ở đây, em không cần sợ. Nghe anh nói, tôi mới yên tâm được phần nào, liền nghe theo lời anh đứng dậy, chải đầu tóc gọn gàng, thay bộ đồ khác, sau mới theo anh đi xuống nhà dưới. Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nghe tiếng đàn bà khóc. Thấy tôi, bà ta chu chéo lên. Tôi nói thiệt với anh chị, tôi cho con gái tôi đi làm dâu là phụng dưỡng anh chị, chứ đâu phải đi làm dâu để chị dâu xô té chật chân, chật khớp đi không được đâu, quần ác nhơn mà. Tôi nhìn, thấy bà ta cũng nhìn tôi, gương mặt này với gương mặt Út Nhàn có khác gì nhau đâu, dám chắc đây là mẹ Út Nhàn. Má chồng tôi thấy tôi sướng, bà liếc ngang liếc dọc. Anh chị xui cho tôi xin lỗi, con dâu cũng có đứa này đứa khác, chứ đâu có đứa nào cũng tốt tính được như con Nhàn đâu. Phong nghe má chồng tôi mỉa móc, anh bực dọc quát lớn. Má muốn nói cái gì thì nói thẳng ra luôn đi, móc mỉa làm gì? Nghe Phong quát, ba chồng tôi coi bộ không vui. Anh hét lại với Phong. Phong, mày ăn nói với má mày vậy đó hả? Má chồng tôi than khóc. Trời ơi, con trai tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, giờ bị cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại chửi lại má nó nè, trời ơi. Phong cười nhạt, còn tôi đang cười khinh trong lòng, công nhận má chồng tôi diễn cũng hay thiệt. Út Đạt ngồi kế bên Út Nhàn bây giờ cũng lên tiếng. Thôi mẹ, được rồi, giờ chị dâu cũng xuống rồi, mấy mặt một lời đi cho rõ ràng. Út Nhàn cũng nói chị Tư lỡ tay, trượt chân nên mới té trúng cô ấy. Còn chuyện má, chị Thắm với chị Tư thì không còn liên quan đến Út Nhàn rồi. Tôi nhìn Đạt, cái này coi như là nói giúp tôi rồi. Má chồng tôi tự dưng im thin thít, chị Thắm cũng im re không nói gì. Bên ngoài có tiếng ồn ào không biết vụ gì. Một lát nữa, bé Ly chạy vào, nó hớt hải nói. Ông bà ơi, bà má mợ Tư qua kiếm. Đừng nói là ba chồng tôi, mà ngay cả tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Là sao? Ba má tôi sao lại qua? Mà khoan, là ba má Hai Lai hay là ba má tôi? Thấy tôi ngơ ngác, Phong nói. Ba má qua, ra đón ba má đi em. Tôi gật đầu, hồn phách như muốn bay lên trời. Trời mẹ ơi, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây nữa? Sao tôi không hiểu gì hết nữa vậy? Phong kéo tôi ra ngoài, vừa đi tôi vừa run cầm cập. Vừa bước ra cửa, đã thấy thân hình mập mạp của bà chủ vựa phước sang, tự dưng trong lòng tôi thở phào một cái. Thấy tôi ra, bà Tám Sang khóc lóc vang trời. Trời đất ơi, nghe tin con bị đánh mà má nóng ruột quá. Có sao không con, má đưa con đi kiểm tra thương tích, kiện chết mẹ mấy đứa nào đánh con đi, quần khốn nạn mà. Tôi cũng vừa khóc theo, nghe bà chủ phước sang chửi mà tôi thấy đã tai ghê gớm. Quay sang nhìn má chồng tôi, thấy mặt bà méo mó, chồng thấy thương ghê, cho vừa lòng bà ta. Bà chủ phước sang vừa chửi vừa khóc, ba chồng tôi lật đật mời ba má tôi vô trong nhà. Hôm nay quả là ngày của những xui ra chạm trán. Bà chủ phước sang vừa ngồi xuống, bà đã khóc nói với ba chồng tôi. Anh xui, hôm nay giận lắm vợ chồng tôi mới qua đây đường đột. Anh coi làm sao thì làm, chứ để nhà anh đánh con gái tôi ra nông nỗi vậy là đâu có được đâu anh. Ông Tám Sang cũng hậm hực. Hôm nay không có lời giải thích đàng hoàng, nhà tôi đâm đơn kiện. Con gái tôi cưng như trứng, đâu phải để mấy người muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi đâu. Phong ngồi kế bên tôi, anh coi bộ vừa lòng. Càng nghĩ tôi càng thấy hình như ba má tôi lần này là do anh sắp xếp. Ghé tai anh, tôi hỏi. Là anh gọi ba má em qua? Phong gật đầu. Ừ, bà ta anh chị không được mạnh tay, nhưng ba má em thì được. Tôi gật gù, xem ra đã hiểu chuyện. Nhưng mà làm sao anh có số điện thoại của bên ba má Hai Lai? Rồi sao mà ông bà chủ phước sang đồng ý qua đây lấy lại công bằng cho tôi? Dưới áp lực của ba má ruột tôi, ba chồng tôi bắt má chồng tôi với chị Thắm phải xin lỗi tôi. Còn tôi cũng không kiệm lời gì mà không xin lỗi Út Nhàn một câu. Mắc cười nhất là lúc chị Thắm nói tôi cũng đánh chị ta, nhưng hỏi tôi đánh ở đâu thì chị ta không nói được. Làm sao mà nói được cơ chứ? Còn nữa, qua lần này tôi cũng chót lọt,
gán cho chị Thắm cái tội thụt vô háng má chồng tôi, khiến cho bà ta lườm nguýt Thắm lảo suốt từ nãy đến giờ. Xem ra lần này tôi lợi nhiều hơn hại rồi. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, tôi tiễn ba má tôi ra về. Lúc đưa ông bà Phước Sang ra xe, bà Tám Sang kéo tôi lại, nói nhỏ: "Mày cũng dữ dằn chứ có hiền đâu, mà vậy được, tao ưng, sau này con gái tao về, coi cũng khỏe." "Ơ, Tám Sang, bà ta nói cái quái gì vậy?" Thấy tôi đơ đơ, bà ta nói tiếp: "Có chuyện gì gọi cho tao, bên đây mà đánh mày nữa, mày nói tao, tao qua tao giọng cho mỗi đứa một cái. Mẹ bà, gia đình gia giáo mà đánh người như dân chợ búa. Thôi mày vào trong đi, tao thấy con rể coi bộ cũng được đó." Tôi chưa kịp hỏi han ừ hử gì thì ông bà Phước Sang đã leo lên xe đi mất, bỏ lại tôi đứng tần ngần nhìn theo. Trong lòng tôi tự dưng thấy lo lo, tôi thiệt không hiểu ý bà Tám Sang nói là sao. Chẳng lẽ vài hai lài này của tôi sắp kết thúc rồi sao? Sau cái chuyện đánh nhau ỏm tỏi hôm đó, tôi với má chồng cơ hồ cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Trước đã không mấy ưa nhau, bây giờ càng lúc càng căng thẳng. Mà trước kia còn sợ Phong đứng cửa giữa khó xử khi tôi và má anh gây nhau, bây giờ thì khỏe re rồi. Hôm đó Út Nhàn có đến xin lỗi tôi, cô ấy nói là do cô ấy mà xảy ra cớ sự. Tôi cũng nghe rồi ậm ừ cho có, chứ không bàn thêm gì. Bởi lẽ nếu mà Út Nhàn thiệt tình không cố ý làm lớn chuyện, thì ba má cô ấy đã chẳng qua mắng, vốn mắc lỗi rồi. Có chăng là cô ấy sợ mất lòng với tôi mà thôi. Tôi với chị Thắm thì khỏi phải nói, tình hình còn căng hơn dây đàn. Mà tôi cũng không mấy quan tâm, việc chị ta làm, việc tôi làm, không ai đả động gì đến ai là được rồi. Mấy hôm rày anh chị hai đưa bé Mít qua chơi, đêm cũng lắm khi ngủ lại. Chiều tối, tôi bồng bé Mít đi vô phòng, trả cho chị hai, đặng chị đưa nó ngủ. Thấy tôi, chị kéo kéo tay tôi, nói: "Vụ hồi bữa với má là sao lại?" Tôi kéo cái ghế ngồi xuống, trả lời chị: "Chị đoán được không? Chứ em thề em không có xô đẩy gì Út Nhàn hết. Đằng sau ai thụi cho em một cái mới, mất đà, té chỏng đầu đó chứ." Chị hai vỗ đùi cái đét: "Rõ quá rồi còn gì, bởi má kể với chị là em xô Út Nhàn, chị đâu có tin. Con Thắm còn nói với má là em ganh con Nhàn có bầu trước em nên em ghim thù nó nữa kìa. Công nhận cái miệng con Thắm ghê thiệt, bữa nào chị với em vạch cái mặt nó ra cho nó bỏ tật xạo sự." Tôi gật gật đầu, nói với chị Thắm: "Thiệt, nhưng mà chị hai từ từ đã, chị em mình cần điều tra nhiều hơn, chị Thắm cũng không phải hiền lành gì đâu." Chị hai gật gù, tôi nói với chị vài câu nữa cũng lên phòng đi ngủ. Dạo gần đây tôi buồn ngủ suốt thôi, lạ thiệt. Nửa đêm, tôi đói cồn cào nên kéo Phong đi xuống nhà nấu mì ăn đỡ đói. Vừa bước xuống chân cầu thang, Phong đã kéo tôi lại. Đang định la lên thì bị anh bịt miệng. Đoán là anh thấy được cái gì nên tôi cũng im lặng, không dám nhúc nhích, sợ lỡ việc của anh. Mãi một lát sau anh mới buông tôi ra. Anh kéo tôi lên gần đến trên phòng. Anh nói nhỏ với tôi: "Xuyệt, anh thấy chị Thắm với anh Phương." Tôi há hốc mồm. "Gì, anh nói chị Thắm với anh Phương?" Phong gật gật đầu. Tôi gấp gáp hỏi: "Hai người đó làm gì?" "Chị Thắm đang kéo anh Phương qua phòng, còn làm gì thì anh không biết." "Mẹ nó, anh bà Thành mấy hôm nay bận việc công ty không có về nhà, chị Thắm toàn ngủ một mình. Chưa nói anh Phương là chồng chị hai, lại còn là tình cũ của chị Thắm nữa. Kiểu này là có gian tình rồi còn gì nữa." Tôi giận quá, cứ nghĩ đến chị hai là tôi giận sôi gan. Xắn tay áo, tôi định kéo xuống dưới nhà đi đánh cho chị Thắm một trận. Chưa kịp đi đã bị Phong lôi lại. Anh kéo tay tôi, nói: "Em đi đâu?" Tôi giận đùng đùng: "Đi xuống bắt ghen chứ đi đâu." Phong ghì chặt tay tôi, anh can: "Em xuống dưới thì được lợi ích gì? Anh dám chắc hai con người đó không phải lần đầu tiên. Nếu muốn thì phải để cho anh Ba Thành hay là chị Giàu bắt ghen, chứ em lấy quyền gì để đi bắt ghen?" "Nhưng mà không lẽ anh chịu đứng nhìn chị hai bị cắm sừng trên đầu?" Phong kéo tôi đi vào trong, anh từ tốn nói: "Từ từ đã, em gấp gáp cái gì?" Tôi dãy này: "Bắt ghen không gấp chứ cái gì mới gấp hả?" Phong kéo tôi vào trong phòng, ấn tôi ngồi xuống, anh nói: "Bây giờ em nhào vô, nhất định là không bắt được rồi, có khi còn bứt dây động rừng nữa. Nghe anh, để anh suy nghĩ xem." Tôi bực dọc, chống hai tay lên cằm nhìn anh, tôi nói: "Bực thiệt,
Em không hiểu được anh Phương là vì cớ gì mà làm nên chuyện này luôn á. Ví như chị Thắm thì thiếu thốn tình cảm đi, còn này, anh ta được chị hai yêu thương, vợ đẹp còn ngoan, còn đòi gì nữa chứ? Phong suy nghĩ hồi lâu, anh cười nhạt nói. Có gì đâu, anh Phương chắc là vì tình, còn chị Thắm chắc vì tiền mà thôi. Tôi ngạc nhiên. Vì tiền? Bộ anh Phương giàu lắm hả anh? Không, anh Phương gia đình bình thường. Anh nói tiền đây là tài sản. Cái chị Thắm muốn là một đứa con trai. Con trai sao? Nhưng mà anh Thành vẫn còn sống sờ sờ mà. Chẳng lẽ... Anh bà Thành bộ không có con được hả anh? Lần này thì đến Phong ngạc nhiên. Anh hỏi tôi. Anh bà Thành không sinh được. Sao em biết mà hỏi anh vậy? Không, em đâu có biết. Em tưởng anh ba không có khả năng sinh con nên chị Thắm mới đi tìm tình cũ chứ. Bậy, chị Thắm không sinh được con không phải do anh ba Thành mà là do chị ta. Tôi có chút ngu ngu. Nếu đúng như Phong nói, chẳng lẽ là chị Thắm không sinh được mà chị ta lại không biết? Ơ, nhưng mà làm gì có chuyện đó. Chị Thắm đâu phải người ngu đâu. Nếu nói như Phong. Khoan, thuốc bổ. Thuốc bổ. Tôi tự dưng suy nghĩ ra gì đó, liền bật lên cười lớn. Em biết rồi, là thuốc, là... Nghe tôi hét lớn tiếng quá, Phong kéo tôi xuống, anh bịt lấy miệng tôi lại. Nhỏ thôi, em là lớn quá đó. Tôi bụng miệng cười, nhỏ tiếng lại, tôi mới từ từ nói. Chị Thắm không sinh được, có phải do uống thuốc của má chồng không? Có phải không anh? Phong nhéo mũi tôi, anh gật đầu. Ừ, là do thuốc, đó cũng là lý do mà anh không cho em uống. Ơ, nhưng mà anh ba Thành là con ruột của bà ta thì sao bà ta còn làm vậy? Ví như chị Thắm sinh con cho anh ba Thành thì cũng là cháu ruột của bà ta mà. Phong lắc đầu, anh nghiêm giọng. Cái vấn đề này phải đi hỏi bà ta, chứ anh cũng không biết nữa. Nhưng mà mụ già đó tâm lý rất kỳ cục, đến giờ anh cũng không đoán được mụ ta là muốn cái gì. Tôi gật gù. Quả thực má chồng tôi tâm lý rất lạ. Bà ta nhận nuôi Phong, quan tâm cho anh, cưng chiều anh còn hơn con ruột của mình, nhưng vẫn không ít lần hãm hại anh. Thêm vụ việc bỏ thuốc này nữa, tôi không thể hiểu được mục đích của bà ta là thế nào. Là do bà ta ghét chị Thắm hay vì bà ta không muốn cho anh ba hưởng tài sản này? Anh, có khi nào bà ta không muốn cho anh ba hưởng tài sản này không? Phong ngồi xuống, anh định châm một điếu thuốc, nhưng khi thấy tôi nhìn, anh lại buông tay cất điếu thuốc vào lại trong hộp. Lý nào, anh ba là con ruột mụ ta, cả Út Đạt cũng vậy. Cái tài sản này cho anh tất nhiên không được, nhưng cho anh ba hay Út Đạt thì được chứ, đúng không? Chính xác, nhưng nếu vậy thì tại sao lại bỏ thuốc cho chị Thắm? Ờ khoan, nếu như là bà ta bỏ thuốc thì cái lần chị Thắm giả mang bầu là bà ta đã biết từ lâu. Cái vụ chị hai té sẩy thai chẳng phải là do... Trời ơi! Phong gật đầu, giọng nặng nề. Ừ, chị hai té sẩy thai là do đi trúng cục đá tráng mỡ. Anh cho người đi coi qua rồi, khu đá chỗ đó có vấn đề. Nhưng sau khi cả nhà đi bệnh viện, chú Thọ cũng lấy xà bông, rửa đi vết máu, kèm theo vết mỡ luôn rồi. Tôi cả kinh, trời đất, hóa ra tất cả mọi thứ Phong đều biết, chỉ là do anh giấu mà thôi. Tôi thoáng thấy run run trong lòng. Tôi chỉ mới về đây sống chưa đến một năm, đã thấy mệt mỏi rồi, đừng nói là anh sống ròng rã bao nhiêu năm. Vừa lên lỏi đi tìm sự thật về cái chết của mẹ ruột mình, vừa mưu toan che đậy mọi thứ. Anh sống ẩn giật suốt bao nhiêu năm, biến mình như một người đàng hoàng thành một tên ăn chơi trác táng trong mắt người khác. Tôi tự dưng thấy thương anh vô cùng. Chắc anh mệt mỏi lắm, anh tủi thân dữ lắm. Tôi đi lại ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh, hạ giọng dịu dàng hết mức có thể. Phong, sau này có em rồi, anh đừng buồn nữa, cũng đừng một mình nữa nha. Tôi cảm nhận được toàn thân anh có chút cứng đờ. Lát sau, tôi thấy anh thả lỏng, bàn tay anh cũng ôm lấy tôi. Anh siết tôi vào lòng, anh nói. Ừ, anh có em rồi, về sau còn có con chúng ta nữa. Anh không buồn, anh không cảm thấy buồn nữa đâu. Được anh ôm, tôi tự dưng thấy ấm áp thoải mái trong lòng vô cùng. Cảm giác có người đàn ông yêu thương, nâng niu, xem mình là một phần cuộc sống của họ thật thích. Tôi vốn không phải người mê ngôn tình, nhưng tình yêu mà, ai mà không thích tìm được một người đàn ông như thế chứ, đúng không? Thật sự mà nói, người ác nhất trong nhà này chắc là má chồng tôi. Kể sơ sơ thôi, trước mắt bà ta là nghi can số 1 với cái chết oan ức và tức tử của mẹ Phong.
Thứ hai là vụ dì Lệ. Tôi nghĩ nếu vong nữ dưới cái ao sen kia chính xác là dì Lệ thì nguyên nhân đâu đó cũng có một phần do bà ta. Vì dì Lệ là em gái ruột của bà ấy, mà như lời bà ta nói với ba chồng tôi là dì Lệ đi Mỹ mấy năm nay biệt tâm tung tích. Thử hỏi có người chị gái nào khi thấy em mình mất tích mà không cho người đi tìm kiếm điều tra không chứ? Trừ khi bà ta biết chắc là em gái mình đã chết. Thứ ba, bà ta bỏ thuốc ngừa thai cho chị Thắm, cho tôi để mong bọn tôi không có bầu, còn gài bẫy để chị Thắm té lộ ra cái bầu giả nữa. Nhưng mà rốt cuộc lại hại chính con gái ruột của mình. Lần đó là chị hai trượt chân kéo chị Thắm chứ không phải chị Thắm kéo chị hai. Ác giả, ác báo, bao nhiêu tội lỗi của bà ta tạm thời đè hết lên vai của chị hai giàu. Đáng thương cho chị hai, vừa bị mẹ ruột vô tình hại chết con, vừa mất khả năng sinh con. Chưa kể, còn bị chồng cắm cho một cái sừng cao mấy mét, chỉ nghĩ thôi cũng thấy bất công. Vụ chị Thắm với anh Phương, tôi nghe theo Phong không đả động gì tới. Nhưng nói thiệt, tôi cay cú lắm. Bị chị hai cái miệng chỉ bô lô ba la, nhưng hiền queo à. Mà người hiền lành ngay thẳng lại hay bị phản bội, thấy mà bực dùm. Nhưng Phong nói, đó dù sao cũng là chuyện riêng của mấy người bọn họ. Mình nhúng tay vào, có khi không được mang ơn mà còn thêm thù hằn. Trước khi con chúng tôi được sinh ra, Phong không muốn có thêm một mối nguy hại nào đến tôi nữa. Thôi, hết thảy là nghe theo anh. Sáng sớm, tôi thấy Vũ Huệ ra tập thể dục sớm. Thấy bà ta coi bộ khỏe hơn hẳn, tôi cũng giả vờ đon đả đi lại hỏi thăm. Vũ đỡ hơn chưa? Vũ Huệ nghe tôi hỏi, bà mới cười cười trả lời. Mợ, tôi khỏe hơn rồi, mợ dậy sớm hen. Tôi cũng giả vờ cua tay múa chân, ra dáng như đang tập thể dục. Tôi nói, vậy tốt rồi Vũ. Mấy hôm nay anh Phong còn nói Vú mà không khỏe lại, ảnh đưa Vú đi bệnh viện. Thấy anh Phong vậy chứ mà ảnh lo cho Vú lắm. Vú Huệ nhìn tôi, ánh mắt bà ta có chút khác thường. Cậu Phong, cậu tốt tính mà. Dạ, thấy Vú khỏe là mừng rồi. Thôi, con vô trong làm đồ ăn sáng Vú hen. Thấy mệt mệt, Vú kêu con đưa Vú đi khám. Chứ Vú lớn tuổi rồi, lại có một thân một mình, có chuyện gì loạn quạng là không được. Vũ Huệ gật gù không nói gì. Tôi cũng nói qua lại mấy câu nữa là đi vô trong. Thiệt tình tôi thấy sức khỏe Vũ Huệ coi bộ không tốt. Dạo tôi mới về, bà ta khỏe như trâu. Nhớ là bà ta còn đánh tôi đùng đùng nữa mà. Lần bệnh này tôi thấy Vũ xuống sắc quá. Mà bà ta bệnh, tôi cũng không thấy má chồng tôi ngó ngàng gì tới nhiều. Nghĩ má chồng tôi cũng vô tâm. Vũ Huệ như cánh tay trái tay phải của bà, mà bà bỏ lơ không đoái hoài gì đến. Phải tôi thì tôi cũng thấy chạnh lòng. Vũ Huệ bệnh, xong nên yếu, ba chồng tôi nghĩ thương bà nên không giao việc gì cho bà làm hết. Ông nói vài bữa nữa, tuyển thêm người về, đặng phụ bà quản lý trong ngoài. Má chồng tôi nhiều công nhiều việc nên cũng không lo được bếp núc lặt vặt. Hết thầy chắc mời thêm quản gia. Vũ Huệ nghe xong cũng gật đầu, tôi thì thấy bà ta coi bộ buồn buồn. Mà nghĩ cũng đúng, sắp bị sa thải, không buồn cũng lạ. Mấy hôm nay, anh chị hai không thường qua chơi, tôi thấy cũng nhẹ nhõm trong lòng. Chị hai qua thì không sao, mà anh hai qua thì tôi lại giàu cho chị hai. Sau cái đêm mà tôi và Phong thấy được chị Thắm trèo kéo anh Phương, qua hôm sau tôi đi rình tiếp, vẫn thấy vụ đó xảy ra nữa. Chị Thắm công nhận gan thiệt, làm cái chuyện tày đình trong chính nhà chồng của mình, quả là gan. Tối muộn, tôi ra trước ngồi đợi Phong về. Hồi trưa anh có gọi điện về, báo tối hôm nay anh về trễ vì bận đi tiếp khách trên tỉnh. Tôi thì dạo này quen hơi anh rồi nên không có anh thấy thiếu thiếu. Ở trước sân có cái xích đu to bằng gỗ, tôi vừa ngồi đong đưa cho mát, vừa ngó ngó đợi Phong về. Mới hồi nãy tôi gọi anh nói anh sắp về đến nhà rồi. Dạo này trời nóng lắm mà tôi cũng thấy bứt rứt trong người. Đang định đứng dậy đi dạo vài vòng thì nghe có tiếng xe. Vì cửa lớn nhà chồng tôi là cửa tự động, nên khi có xe vào cửa, tự nhận dạng, xe, rồi mở cổng luôn, nên tôi cứ tưởng xe Phong. Ai dè ngó lại, thì ra là xe Đạt. Đạt bước xuống xe, cậu ta đi đứng lảo đảo xém té. Tôi với anh Tùng tài xế, mỗi người đỡ một bên. Sức đàn bà không đỡ nổi, nên tôi mới kéo Đạt ngồi xuống xích đu, định bụng là chạy vào trong kêu Út Nhàn ra đỡ. Nhưng chưa kịp kêu, đã nghe tiếng Đạt ầm ầm. Huyền ơi, chị ơi, chết chết cái tên xỉn này, nói gì lung tung vậy?
Tôi sợ một lát nữa Đạt lại nói lung tung, nên tôi mới nhờ anh Tùng chạy vào kêu Út Nhàn, còn tôi thì ngồi xuống canh chừng Đạt. Thấy anh Tùng đi vào trong, Đạt tự dưng chồm dậy. Cậu ta ôm lấy tôi, hôn cái chốc lên má tôi. Gương mặt cậu ta ửng đỏ, mắt lờ đờ. Huyền, tôi nhớ chị lắm. Tôi giật mình, vội vàng đứng bật dậy, nhưng lại bị Đạt ôm cứng ngắt. Hoảng quá, tôi vung tay vùng chân lia lịa. Đạt, chú say rồi, chú buông tôi ra đi. Để Út Nhàn hay anh Phong thấy, chắc tôi nhảy xuống sông chết rửa cũng không hết tội quá. Chú buông tôi ra đi. Đạt cười thất thần. Chị nói láo, chị mà chết, chị tham sống như vậy. Hức hức. Huyền, hay tôi đưa chị đi, tôi đưa chị cao chạy xa bay nha, được không? Mẹ nó, tên chết bầm này, say xỉn ngu luôn rồi. Tôi dùng hết sức đẩy tay Đạt ra nhưng không được. Đạt thấy tôi vẫn còn trong vòng tay cậu ta liền khoái chí, cười hề hề. Ha ha, chị, lần này chị không trốn được rồi. Đi đi, leo lên xe tôi đưa chị lên thành phố. Nhà cửa tôi chuẩn bị sẵn hết rồi, tiền tôi cũng lo cho chị. Thức, xài phung phí 10 năm không hết. Chị đi theo tôi đi, chứ sống gần chị mãi như vậy, tôi chịu, chịu không nổi nữa rồi. Huyền, tôi yêu chị nhiều lắm. Đạt tự dưng buông tôi ra, cứ tưởng tôi thoát được rồi, thì thấy cậu ta nắm tay tôi cứng ngắc, vừa nắm vừa lôi lên xe. Tôi sợ quá, không biết làm thế nào, vừa định khom xuống, cắn cho cậu ta mấy phát thì nghe cậu ta nói. Sự tức giận trong tôi vơi đi phần nào, thay vào đó là có chút buồn buồn. Đạt, thiệt sự tôi tiếc cho cậu ấy quá. Đạt, không được đâu, cậu buông tôi ra đi. Đạt bấy giờ quay lại nhìn tôi, gương mặt cậu vẫn còn đỏ ửng nhưng ánh mắt lại sáng quắc lạ thường, cứ như là từ nãy tới giờ là cậu ta đang giả vờ vậy. Trong ánh trăng nhẹ nhẹ, Đạt nắm tay tôi rất chặt, cậu ta từ tốn, dịu dàng nói. Chị, chỉ cần chị nói muốn đi, tôi nhất định đưa chị đi. Những thứ tôi đã hứa với chị, tôi mãi mãi không quên. Dù là chị không thương tôi, nhưng chỉ cần chị mở lời, tôi bất chấp hết tất cả trao cho chị. Tôi nhìn Đạt, cảm thấy trong lòng cuồn cuộn dâng trào. Nhưng rất tiếc, đó không phải là cảm xúc của những người yêu nhau, mà tôi chỉ thấy tiếc. Tiếc cho Đạt, tiếc cho tấm lòng của Đạt đã đặt sai người rồi. Đạt, chị Tư... Đang định trả lời lại cậu ta thì nghe trong nhà có tiếng Út Nhàn vọng ra. Tôi nhìn về phía kia thấy Út Nhàn đang chạy lại. Ánh mắt cô ấy nhìn về chỗ này rất không thiện cảm. Đạt cũng nghe được tiếng Út Nhàn. Cậu ta bình thường tỉnh táo, tự dưng khóc loạn té xuống đất, vừa khóc vừa hét. Nhàn ơi, đưa anh vô nhà, Nhàn ơi. Đạt vùng vẫy không chịu cho tôi nắm tay đỡ lấy. Cậu ta vờ ngã qua ngã lại. Tôi biết là cậu ta đang diễn. Cậu ta sợ Út Nhàn nghi ngờ. Thoáng chốc, tôi thấy mất cười, cũng hùa theo Đạt mà diễn quằn quại. Chú Nam này, chú từ từ để Út Nhàn đưa chú vô. Ui ra, chú kéo tay tôi đau quá đi. Lúc Út Nhàn với anh Tùng chạy lại, thì Đạt đã nhào vào người Út Nhàn. Cô ấy thấy Đạt say bí tỉ, liền đưa Đạt vô phòng. Lúc quay đi vô, không biết cô ấy nghĩ gì lại quay ra. Tay vừa dìu Út Đạt, vừa nói với tôi. Sao chị Tư không vô ngủ đi, ra đứng đây gió lạnh. Đạt trượt chân xém té, tôi phụ kéo cậu ấy lên rồi mới trả lời. Chị chờ anh Phong, ảnh nói ảnh sắp về mà sao lâu quá chừng. Nghe được câu trả lời Út Nhàn mới hài lòng, cô ấy vừa dìu Đạt vừa nói với tôi. Dạ chị Tư cũng đi vô trong đi, khi nào anh Tư ảnh về thì ra đón, chứ đứng đây hồi xương xuống lạnh lắm. Tôi gật đầu, ư nhẹ một tiếng. Đợi Út Nhàn quay đi, tôi mới đi lại xích đu ngồi xuống, mắt nhìn theo bóng dáng liêu siêu. Út Nhàn đang dìu Đạt, tự dưng tôi thấy buồn, thở dài thườn thượt. Út Nhàn là cô gái tốt, cô ấy gia cảnh tốt, hoạt bát, dễ thương, lại hết lòng yêu thương Đạt. Nhưng mà... chỉ mong sao Đạt bình tâm mà suy nghĩ lại để có thể cho cô ấy cơ hội. Hai người đẹp đôi lắm, nếu yêu nhau thì rất tuyệt. Nhưng mà giây phút này tôi lại không hiểu được rằng tuy Út Nhàn tốt tất cả mọi thứ, nhưng điểm mà cô ấy không tốt nhất là vì cô ấy không phải là tôi. Có vài người cố chấp với tình yêu đến cuối cuộc đời, thà rằng không yêu ai, chứ nhất định không chịu yêu người khác. Đạt chính là như thế. Lúc Phong về đến nhà là gần 11 giờ đêm, tôi ngồi chờ anh ngoài xích đu gỗ mà ngủ quên mất. Lúc anh về tôi đâu hay, Phong thấy tôi ngủ say quá nên bồng tôi lên phòng. Mãi khi đặt tôi xuống giường, tôi mới tỉnh dậy. Thấy tôi tỉnh, anh ngồi xuống véo véo má tôi.
Hơi men từ miệng anh phả ra, anh nhẹ nhàng hỏi. Sao không lên phòng ngủ mà ngồi dưới xích đu chờ anh?